lành với khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí chi vẹn toàn. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông cầm mic trước hết để thử âm thanh có nghe rõ và chuẩn bị để trả lời những câu hỏi của các quý vị trong đạo tràng. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông à. Nam mô Tát xa Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát xa Nam mô Tát xa Pha Hoa Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát xa Nam mô Tát xa Pha Hoa Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát xa Nam mô Bồ Tát Gia Kinh và Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa Chư Cư Sĩ Nam Cư Sĩ Nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bồ Tát Gia. Nam mô Bồ Tát Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ca Gia. Dạ, con xin thử mic, không biết là ở dưới các anh chị có các anh chị đạo hữu có nghe được rõ là xin cho tín hiệu. Dạ, là con nghe âm thanh của bên sư rất là rõ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ và mến chào các anh chị đạo hữu ở trong đạo tràng. Dạ, xin mời mọi người đưa những cái câu hỏi lên để cho làm cái bài học để cho sư chỉ dạy cho chúng ta trong ngày hôm nay. Dạ, xin mời các anh chị ha. Dạ, xin mời các anh chị có thể gõ lên hoặc là các anh chị có thể giơ lên hỏi trực tiếp cũng được nha. Rồi, như vậy thì trong khi chờ đợi thì xin sư là con có chị Meta đã giơ tay và con xin nhường mic lại cho chị Meta để mà hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, Nam mô Bồ Tát Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của con hay không ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin có một cái câu hỏi về... Dạ, con có thấy Đức Phật, con có thấy một cái câu như thế này. Đức Phật có dạy thân yên lặng dẫn đến tâm yên lặng, và tâm yên lặng dẫn đến phiền não yên lặng. Thì con cũng có hiểu nhưng mà không được rõ lắm. Và con xin Ngài giảng giải thêm cho con được hiểu rõ. Và con kính dâng mic đến Ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, thật sự ra khi cái tâm của mình nó có một cái đối tượng mà làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh. Ở đây là dùng cái yên lặng nhưng mà nó tâm nó thanh tịnh thì cái phiền não không có lý do gì nó chen vô được. Tới lúc đó cái tâm ở trong cái đối tượng đó, nó có năng lực thì phiền não vô được, mà phiền não nó không chen vô được đó, thì cái người đó có cái sự thanh tịnh cả thân và tâm thì có thể đưa tới nhiều cái kết quả rất là đáng khuyến khích. Thành ra
ngay cả cá nhân mỗi người á, nếu mà quý vị để ý lúc đầu á, thì mình quán một cái đối, mình nhìn cái đối tượng để mình quán xét á, thì cái tâm mình thường thường nó không ở chỗ rồi, mà nó ngã tới ngã lui, bởi vì cái lúc đó là cái phiền não nó chèn vô, những pháp chướng ngại của nó chèn vô, nó làm cho cái tâm mình luôn luôn dao động chứ không thể ở trong cái đối tượng được. Mà khi nó ở trong được cái đối tượng được á, thì cái tâm lúc đó là nó không có động, hay là mà nó thanh tịnh hay dùng chữ gì cũng cũng có thể được, nhưng mà tâm nó không có dao động. Mà khi tâm nó có dao động thì phiền não nó không thể phát sanh được, mà phiền não nó không thể phát sanh được thì những cái gì cần thiết để cho mình có thể đạt tới thì có thể đạt tới được. Thành ra cái tâm mà nó trong cái đối tượng gì vững chắc gì ở trong một cái đối tượng nào đó thì nó sẽ đưa tới nhiều cái lợi ích, nhất là cái các vị hành thiền đó, khi tìm được cái đối tượng mà nó thích hợp với cái bản chất của mình đó, thì mình cứ mình ghim vào đó để mình quan sát nó, thì trước sau gì mình nếu mà không có được đắc thiền thì cái định nó cũng rất là có năng lực. Hoặc là ngược lại, những cái pháp mà nó liên quan tới hành thiền minh sát nó cũng có điều kiện để nó phát triển. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con kính cảm ơn Ngài rất là nhiều. Nhờ câu giảng giải của Ngài mà con hiểu rõ. Và những cái điều này cũng rất là khó đối với phàm nhân chúng con ạ. Dạ. Dạ, con kính trả mít lại cho Đạo Tràng. Con thay mặt ở trong room kính tri ân về lời dạy vừa rồi của sư. Và có người họ nêu cái câu hỏi như vậy. Dạ. Để con copy lên và con đọc. Câu hỏi họ nêu ra là thời Đức Phật còn tại thế thì các Phật tử là chưa có kinh để mà tụng hàng ngày. Dạ. Chưa có những cái bài kinh để mà mình gọi là kinh nhật tụng. Vậy thì cái giá trị thật sự của cái việc tụng kinh của ngày nay là để làm cái gì? Để có phước báo, để mà được sự gia hộ của chư thiên, được tai qua nạn khỏi, được gặp nhiều nhiều điều may mắn như là cái ý nguyện, hay là để ghi nhớ cái lời dạy, hiểu cái lời dạy của Đức Phật mà thực hành theo. Dạ, thì cái câu hỏi họ nêu ra là như vậy. Con kính xin sư chỉ dạy về cái vấn đề tụng kinh hàng ngày. Nam mô Phật Thầy, gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị. Mình nghe cái âm thanh của Quỳnh hơi nhỏ, là Quỳnh chỉnh lên lớn chút. Tại vì bên này nó đang nóng rồi, có để cái quạt mở lớn nghe mà rõ chứ không thấy được. Thật sự ra đó, vào thời Đức Phật mình đừng hiểu kinh có nghĩa là những cái bài mà người ta gom góp trong một số quyển đề là kinh tụng sáng chiều rồi đó, cái đó là kinh tụng không phải. Mình nhớ đó. Vào thời Đức Phật chưa có nhiều như vậy, thành ra người nào học được bao nhiêu thì người ta chỉ tụng cái đó, tụng thứ nhất để nhớ, thứ hai để hiểu, và thứ ba dựa vào đó để hành. Mà khi mà mình nghe một cái câu Phật ngôn vậy đó, rồi hàng ngày đó mình cứ nghiền ngẫm, mình lặp đi lặp lại để cho mình có thể hiểu, có thể thấy được cái thực tính pháp của nó, có thể thấy được cái những cái điều kiện mà mình nói trong thiền đó, thí dụ như là Parikammanibbitta hay là cái gì gì đó ha. Thì cái đó nó đã giúp cho mình ha, nó giúp cho mình thuộc lại những cái lời Đức Phật dạy, để trong mọi trường hợp mình nghĩ tới là mình có thể mình quán xét để tạo điều kiện, là điều kiện gì. Khi mình nghĩ tới lời Đức Phật á, thì cái tâm mình nó là thiện pháp đó. Mà cái thiện pháp đó là nó bảo vệ mình, chứ không phải là cái chư thiên nào gia hộ vậy đó. Cái thiện pháp đó là bởi vì mình đang ở trong thiện pháp, thì cái thiện pháp nó bảo vệ cho cá nhân người đó. Mà khi cái cá nhân người đó khi mà có thiện pháp vậy mà hồi hướng đến chư thiên, hay hồi hướng đến cái
những cái điều kiện mà mình ấy thờ thần thánh gì ông sùng đó, thì những cái vị đó, những vị khuôn mặt đó, nếu họ gần mình có điều kiện họ thì họ vẫn hộ độ cho mình ha, nhớ bảo vệ một số cái vấn đề mà cho mình có được cái sự bình tâm, cái sự tỉnh trí để mình qua tiếp tục quan sát những cái điều kiện của cái câu Phật ngôn đó. Nhưng mà sau này đó, khi mà Đức Phật thuyết 10-20 năm sau, ngài thuyết tất cả là 45 năm, thì cái số đó nó rất là nhiều, nó nhớ vậy đó. Cái số Phật ngôn nó rất là nhiều. Khi mà nó nhiều vậy đó, người ta muốn người nhớ đó, thì người ta phải có cách ghi lại. Nó bắt đầu tới tập tâm tạng lần thứ tư đã ghi trên lá bối hay ghi gì gì đó, sau này bên Miến Điện hay Thái Lan thì họ khắc trên đá chẳng hạn. Thành ra mình có cái chỗ để mình tụng, cái gọi là tụng kinh, một kinh vậy đó. Thật sự thời Đức Phật đã có rồi, không? Bởi vì không có ai mà nghe cái câu của Đức Phật mà không nghiền ngẫm lặp đi lặp lại để cho dính dính vô cái não của mình cả. Nó phải dính vậy đó, để có thể lúc nào mình cần xài thì mình lôi ra mình xài, lúc nào mình cần quán niệm thì mình lôi ra mình quán niệm. Mà mỗi lần mình quán niệm vậy đó thì cái tâm mình nó là thiện pháp, mà thiện pháp thì nó là cái loại phước, nó gia hộ cho mình chứ không cần phải gì phải tới chư thiên cái gì cả. Nó nhớ nhớ gì đó, khi mình làm thiện pháp nó đều được cái đó. Nhưng mà sau này đó, nhiều khi mình không hiểu, nên mình coi thiện pháp cái mình cứ mình nguyện cái này nguyện cái nọ này kia, xong mà trong lúc mình nguyện chưa chắc cái đó là thiện pháp mà nó có thể là ác pháp chừng. Bởi vì nguyện cái nguyện nó làm cho phiền não nó sanh tham sân này kia, đương tụng 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 mà tự nhiên quên hay là không nhớ thì tham sân rồi này kia nó phát sanh, nó nhớ chuyện đó. Nên người ta phải cần ghi xuống đây cho mình có cái một cái quyển vậy, rồi mình cứ tụng theo tụng vậy thôi, chứ không phải là cho tới bây giờ mới có kinh để tụng. Phải trời, Đức Phật đã có rồi, ngài thuyết bài kinh đầu tiên rồi, Thâm Má Chà Cập và Quá Ta Na Sụ Tạ thì làm sao mà có, đâu có ai ghi xuống cái gì đâu. Ta Na, cái người nghe đó, năm cái gì đầu tiên nghe đó là phải ráng con nhắn nhớ để tụng đi tụng lại, đem lại cho thuộc lòng luôn đó. Thì cái tụng đi lại đó là tụng kinh, nhưng mà tùy theo cái phương tiện, cái lúc đầu hay lúc sau gì đó thì mình cái cách nó khác nhau. Hồi xưa thì người ta làm cách đó, còn bây giờ thì cần phải có sách có đồ, tại vì mình không có đủ khả năng để mình nhớ nhanh giống như người thời xưa đó. Thành ra mới có viết thành xuống quyển sách bao nhiêu bài có lợi ích hàng ngày này kia dùng để mình tụng vậy thôi, chứ không phải là thời Đức Phật chưa kinh để tụng. Có từ ngày thời Đức Phật thuyết pháp bài kinh đầu tiên là đã được gọi là có kinh để tụng rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính tri ân về cái lời giảng dạy vừa rồi ạ. Không biết rằng là âm thanh của con họ bây giờ là có nghe rõ hơn được hay không? Xin các anh chị ở trong đạo tràng á là cho biết cái tín hiệu, là không biết là âm thanh của chúng tôi là đã nghe rõ được. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, dạ, con quay lại. Dạ, như vậy con hiểu về cái vấn đề, cái câu hỏi mà sư vừa mới giảng dạy liên quan đến cái vấn đề tụng kinh. Thì con cũng nghĩ chữ chữ tụng mà theo tiếng Hán thì cũng có nghĩa là đọc. Dạ. Mà con hèn chi rằng cái vấn đề là nó phải hiểu cho đúng cái lời dạy. Dạ. Dạ, xin mời những anh chị khác nêu các cái vấn đề khác lên nữa. Xin mời các anh chị nha. Xin mời các anh chị khác nêu vấn đề lên. Dạ, chúng ta cứ mạnh dạn nêu những cái vấn đề bị khuất mắc trong cái quá trình mình tu học hàng tuần vừa qua chẳng hạn. Các anh chị cứ việc nêu lên. Rồi, như vậy thì trong khi con chờ đợi những anh chị đạo hữu khác nêu vấn đề thì con có cái câu hỏi nêu lên, đó là cái chữ là Vipassana Kamatthana, là Vipassana Kamatthana. Thì trong cái vấn đề mà thiền quán về niệm xứ, về thiền quán niệm xứ thì con nhớ là nó có một cái từ như vậy nè, Vipassana mà Kamatthana. Thì Vipassana là mình quán chiếu, Kama là nghiệp,
Matthana nó là cái vị trí. Thì các vị giáo thọ thường dịch nguyên cái chữ này là chiếu kiến nghiệp xứ, thì nó lại được xem là đồng nghĩa với lại cái thiền quán Vipassana hay là cái thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà con xin sư giải cái nghĩa ở trên cái từ này hơn một chút. Tại sao có cái chữ là có cái chữ là Kama, có cái chữ Kama là nghiệp ở trong đó. Như vậy thì cái vấn đề về mình thực hành thiền quán thì tại sao nó liên quan đến cái gọi là cái Kama Thana, tức là cái vị trí của nghiệp ở trong này nghĩa là như thế nào? Con kính gửi mic để cho sư phân tích về cái từ này rõ hơn. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, nó có tới hai từ. Thứ nhất là Samatha Kamathana, thứ hai là Vipassana Kamathana. Chứ Kama ở đây mình không có, mình dịch là nghiệp, mà nó tối nghĩa mình dịch là cái hành động. Thana ở đây là đối tượng, cái đối tượng đưa tới cái hành động. Như vậy đó được gọi là minh sát, hay là như vậy đó thì gọi là thiền chỉ tịnh. Tức là dựa theo cái đối tượng đó là mình biết cái đó, mình đang gọi cái đó là cái gì. Ví dụ như một trong 40 đề mục đó thì gọi là Samatha Kamathana. Còn nếu mà dựa vào bài kinh tứ niệm xứ hoặc những đối tượng trong cái bài kinh tứ niệm xứ đó, thì mà mình dựa vào đó để mình có cái hành động để quan sát theo đúng cái những cái tiêu chuẩn mà đã được dạy, mình được học đó, thì cái đó gọi là Vipassana Kamathana. Cái đây là chỉ cái hành động dựa vào cái điều kiện đó, thành ra người ta gọi là hành thiền minh sát. Đối tượng của sự hành minh sát hay là đối tượng của sự hành thiền chỉ tịnh đó. Và hai chữ đó như vậy đó, mình hành thiền minh sát hay là hành thiền chỉ tịnh. Hành thiền chỉ tịnh thì mới gọi là Samatha Kamathana, mà Vipassana thì gọi là Vipassana Kamathana. Nam mô Bồ Tát Gia. Nam mô Bồ Tát Gia. Dạ, con kính tri ân về lời dạy của sư ạ. Dạ, xin mời các anh chị khác. Dạ, con dừng lại một chút ha. Dừng lại một chút để cho mọi người chuẩn bị, có thời gian chuẩn bị câu hỏi đó. Mọi người có thời gian chuẩn bị câu hỏi hoặc là giơ tay lên. Rồi, xin mời nha. Không biết là có ai giơ tay chưa? Vẫn chưa có ai giơ tay hả? Dạ, như vậy con tiếp tục. Có Hạnh Kiểm. Dạ, con xin gửi cái mic lại cho cái nick Hạnh Kiểm. Dạ, lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư nha. Dạ, con nam mô Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ, xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, con có nghe nói hai cái từ này mà con, tại vì con cũng có nghe có người ta giải thích. Con nghe cái sự giải thích đó con cũng thấy không có thắc mắc hơn nữa, con cũng không có cái sự giải thích đó con cũng không có được thông thấu nữa. Con nhờ sư giảng dạy cho con về cái từ tỉnh giác và tỉnh thức đó, thưa sư. Hai cái từ này nó có ý nghĩa như thế nào, trường hợp nào thì mới gọi là tỉnh giác, và trường hợp nào mới gọi là tỉnh thức đó, thưa sư. Dạ, con kính dâng mất cho sư, nãy sư giảng dạy cho con ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, nếu từ đời sống trong đời thường có cái hành động đó người ta gọi là tỉnh giác, nhưng mà nếu cái đó nó dựa vào
những cái đối tượng của thiền thì người ta gọi là tỉnh giác, chứ ta không gọi là tỉnh thức. Nói để cho nó khác nhau thôi, chứ thành ra thường người ta lựa một số cái danh từ người ta để trong cái những cái chuyện đặc biệt, rồi những cái danh từ khác để trong chuyện thông thường. Thì ra hai từ đó, cái chi pháp của nó giống nhau, tức là công sở tuệ quyền, tức là người là trí tuệ đó. Thí dụ như quý vị đọc trong bài kinh Tứ Niệm Xứ sẽ thấy rõ ràng Atabi Sambacchano Satima, có sự tinh cần, có niệm và có sự tỉnh giác. Đó. Tức là nói tới cái thành ra nếu mà giới hạn trong cái đối tượng của thiền thì người ta về dịch tức là chữ tỉnh giác, nhưng mà nếu cái chuyện bình thường ở ngoài thì người ta y chữ tỉnh tỉnh giác, còn cái đối tượng ở ngoài thông thường người ta gọi là là tỉnh thức, để cho thấy rõ ràng với chữ thức đây không phải là thức ngủ, thức đây là một sự rõ ràng trong cái điều kiện lúc đó. Mình đọc thì mình cứ dựa vào cái nếu mà về Phật pháp thì mình dựa vào đó để mình nắm được chi pháp thì nó tốt hơn, còn nếu mình không có đọc cái ngôn ngữ bình thường thì không thể nào lấy được chi pháp ra, là nhiều khi mình hơi cảm thấy khó hiểu, chứ thật sự không có gì khó hiểu cả. Nó mô bích thả dạ. Dạ con kính chư ân sư ạ. Dạ con còn một cái vấn đề này nữa là con có đứa em dâu, nó với ông chồng nó có tranh cãi với nhau hoài, cái việc trong gia đình, rồi nó đem nó hỏi con, rồi con cũng chưa có trả lời, con cũng sợ trả lời sai. Dạ con ngày con hỏi sư để sư giảng dạy cho con, để có gì nó có hỏi cho con giải thích cho nó cho đúng. Thưa sư, làm chồng nó đi đi làm cái nghề mà đi giao, đi chở hàng, giao hàng cho người ta đó sư. Làm một trong một cái lò mổ xúc vật á, thì chồng nó đi nhận cái việc là đi giao hàng đến cho các cái mối buôn bán đó. Thì cái cần em giàu con á, nó không có cho làm, nó nói á, là làm như vậy á, là mình tiếp tay với người làm chuyện ác. Chồng á, thì nó cãi lại, nói á, là nó đâu có làm, nó chỉ là người đi chuyên chở thôi, còn ai làm nó chịu, chứ nó đâu có biết, đâu có liên can tới nó. Người con em dâu nó nói là nó trả lời ngang như vậy đó, hai đứa cứ tranh cãi với nhau hoài, xung đột nhau trong gia đình hoài. Nó hỏi con, nó kêu con là nói cho thằng kia là em của con, nó kêu con là nói cho thằng đó nó nghe đi, nó đừng có đi làm vậy nữa. Thì con cũng chưa có trả lời gì hết. Dạ thưa sư, vậy sự việc này thì mình phải giải thích làm sao đó thưa sư? Dạ con kính xin sư giảng dạy cho con, là chỉ dẫn con ạ. Dạ con xin nhân mít lại cho sư ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tâu Hiền. Dạ kính thưa cho quý vị, chịu thôi, mình không biết bên trong cái vấn đề của nó họ như thế nào, cái đời sống, cái gia đình của họ như thế nào mới xảy ra những cái chuyện đó. Bây giờ thì hỏi ông sư làm sao biết được. Ít nhất là mà ông sư mà muốn trả lời được câu đó là phải ngồi đối diện hai người, hỏi đàng hoàng một số cái chi tiết, rồi lúc đó mới có lời khuyên bảo được. Chứ còn bây giờ không biết chuyện gì, mình dựa vào một cái chuyện duy nhất là như vậy, vậy thì mình không thể nói được. Còn mình muốn giải thích cho họ nghe thì mình nói là ai có tội là phải là làm sao được gọi là có tội, mà làm sao không được gọi là có tội. Ví dụ như là cái cách mình đem đi giao hàng là mà, cái món đó còn sống hay là con vật đó còn sống hay đã chết rồi, rồi này kia, nó nhiều chuyện lắm, chứ làm sao tôi không đi hỏi vậy, biết được đâu trả lời. Nếu mà cô là chị thì cô kêu hai người là hỏi đàng hoàng từ chi tiết một, rồi dựa vào những chi tiết đó mà giải thích chi tiết đó là mình mới giảng hòa để cho người ta. Còn này mình không biết hết, tự nhiên cái kiểu giảng hòa là sao biết được. Quý vị thấy ra tòa mà cãi ông quan tòa cũng hỏi hoài cái đấy, bao nhiêu chuyện gì thì cả tiếng đồng hồ chứ đổi hết à. Thành ra chuyện bác sư không có giúp được giải quyết, bởi vì không biết nó là cái gì cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ, tại vì nó hỏi con cũng không biết trả lời sao, mà không trả lời thì nó nói là chị học có học Phật pháp, chị có thân cận với mấy sư chị mà theo trong đạo Phật đó, thì chị cũng phải biết cái gì đó, con mới con cũng không nó để có dịp đi rồi con hỏi thêm, rồi con thấy sao rồi con giải thích cho, rồi con có suy nghĩ. Ý thằng thằng em con thì nó nói là nó chỉ là cái người đi 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 giao đi chuyên chở thôi, nó không liên quan gì tới cái việc cái người mà làm thịt con vật đó hết trơn á, với cái người mà buôn bán kiếm sống hết trơn á. Nhưng mà con lại suy nghĩ là nếu mà trong cái xã hội đời thường, một người nó cũng như là một người mua một người bán đi, mà cái người chuyên chở, con thấy cái người chuyên chở mà chở hàng quốc cấm á, thì cái người chuyên chở cũng bị kêu án. Con thấy như, con nghĩ như vậy. Nhưng mà cái người đó có mang cái nghiệp hay là cộng nghiệp gì không thì con cũng không biết nữa thưa sư. Thành ra con cũng chưa có dám giải thích, con cũng chưa có dám nói gì hết trơn á. Dạ vậy thôi, cái này con cứ khi nào con dắt nó đi chùa để con gấp dắt nó đi chùa về cho ân sư, con sư dắt giới để cho nó gặp rồi sư sư giảng dạy cho nó hả thưa sư. Dạ con cho đạo tràng lên đặt câu hỏi. Nam mô Bụt Thà Dạ. Xin mời các anh chị khác nêu vấn đề lên. Xin cảm ơn chị Hạnh Kiểm. Dạ, con mời sư dùng trà trong khi chờ những anh chị đạo hữu khác nêu vấn đề. À, cái vấn đề tiếp theo mà con nêu lên ở đây đó là cái vấn đề về cái tâm, mấy cái sở hữu niệm định rồi sở hữu tuệ quyền. Thì theo như trong vi diệu pháp, bản nêu vi diệu pháp thì niệm tuệ là sở hữu tịnh hảo thuộc về thiện, còn định ekagata thì đó là lại là bên cái là sở hữu tợ tha, có thì nó đi với. Nhưng mà bây giờ cái tuệ đó thưa sư, cả cái niệm và tuệ thì trên thực tế đó, có những người có những cái công việc mà người ta có niệm, người ta có hiểu biết sâu sắc lắm, mà có niệm, có một thậm chí là có một cái sự gọi là tập trung rất là cao, nhưng mà nó lại phục vụ cho cái vấn đề bất thiện. Như vậy thì rõ ràng là cái sở hữu niệm và cái sở hữu tuệ lúc bấy giờ là nó đi ở trong cái tâm bất thiện. Con lấy ví dụ như trong nghề của con, ví dụ như bây giờ mà làm hacker chẳng hạn, nếu như mà mình tập trung, rõ ràng là để mà mình có thể mình hack vào một cái hệ thống nào đó, bắt buộc người đó phải có hiểu biết rất là sâu sắc, thì cái đó là cái tuệ của thế gian. Và trong lúc mà người ta đang hành sự làm cái việc mà gọi là bất hợp pháp như vậy đó, thì đòi hỏi cái người chuyên môn đó đó cũng phải có một cái năng lực của một cái sự chú tâm rất là cao ở trong một cái công việc nó tinh tế như vậy. Như vậy thì ở xét ở một cái góc độ nào đó thì cái người đó họ có niệm, họ có định, họ có tuệ, nhưng mà rõ ràng là cái sở hữu niệm định tuệ lúc bây giờ là nó đi với lại là cái tâm bất thiện. Thì chỗ này chúng ta phải giải thích như thế nào khi mà chúng ta đối chiếu giữa cái thực tế và ở trên cái lý thuyết về cái bản nêu vi diệu pháp niệm định và tuệ thì nó phải thuộc về là sở hữu tịnh hảo. Và con kính gửi mic để cho sư giảng dạy rõ hơn về cái vấn đề này. Là rất nghĩa rằng là có khi nào mà tuệ và niệm nó đi với lại tâm bất thiện được hay không? Con gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chú gì, quý vị nên nhớ niệm và tuệ là nó luôn luôn đi với thiện pháp, nó không thể đi với ác pháp được. Nhưng mà tâm sở định hay tâm sở cần á,
thì nó có thể nó đi với a pháp được, thành nó có tà tà cần với tà định rồi này kia là vậy, là hai cái đó nó có thể nó đi với a pháp được. Thành ra khi cái người đó nghĩ nghĩ bậy rồi đó, mà có đầy đủ, nghe là theo người đó là có đầy đủ trí nhớ rồi có thể làm được nhiều việc, nhưng mà vẫn nên nhớ cái đó vẫn là ác pháp như thường. Quý vị nhớ đó, có những cái tên mà nó làm ác, nhiều khi mình cái cách nó làm nó còn giỏi hơn cái người mà nghĩa là có thiệt là người không có những loại ác pháp mà có năng lực như vậy được, làm được chứ không phải không đó. Thành ra không thể nào mà nói đó. Còn nếu trong trường hợp đó, thí dụ như là nó ăn trộm đi, lúc đầu thì nó có thể nó có thiện pháp, nhưng mà khi tới nó gặp cái vật mà nó muốn lấy đó thì cái đó là ác pháp nó phát sanh rồi. Khi mà nó ác phát sanh lên rồi thì cái những cái tâm sở mà nó luôn luôn nó đi với thiện pháp là sao nó còn nữa, ha? Sao nó còn nữa? Ví dụ như cái ông mà ông ngồi ông chăm chú rồi ông rình ông ăn trộm gì đó, hỏi vậy chứ cái định với của ông có năng lực không? Thì bây giờ mình hỏi là nếu mà ông không có trí nhớ nữa, cái trí nhớ cho nó không thể là tâm sở niệm mà nó là tâm sở tầm, quý tất cả, chứ không bởi vì quý tất cả quý cha đó là những pháp đưa tâm về đối tượng hay là đến pháp quan sát những cái tâm đó, thì nó quan sát cái kiểu đó với kiểu ác pháp thì nó là những cái tâm sở mà mình không thấy được cái nhân gần của nó, mình thấy nó tương như thiện pháp nhưng thật sự nó không phải là thiện pháp. Bởi vì khi nào niệm như tệ phát sanh là không thể nào là ác pháp được. Đó, mày nhớ chuyện đó. Thành ra nếu mà không thể nở khó vào rằng nó có thể nó làm những cái chuyện ác hoàng kia bằng rất là tinh vi nhưng vẫn ác pháp, nghĩa là quý vị nên nhớ ác pháp nó cũng tinh vi chứ. Quý vị nếu quý vị học về tâm sở quý vị biết đó. Cái anh chàng vô minh đó là anh đi tới cung trời phi tưởng, phi tưởng được mà. Người có thể đắc thiện lên tới đó mà người vẫn vô minh vẫn còn đầy đủ ác pháp, vẫn còn đầy đủ chứ làm sao còn đầy đủ được. Nhưng mà nên nhớ đó, khi mà còn đầy đủ vậy đó, nếu mình đắc thiện rồi mình dùng thiện đó để mình sát sanh đi thì cái đó không thể xảy ra được, bởi vì khi mình nghĩ tới chuyện sát sanh ở thiện nó hoại chứ làm sao nó đủ năng lực để cho mình làm, phải không? Nhưng mà lúc đó cái sự chú tâm mình nó mạnh không mạnh, sao không mạnh? Bởi vì nó cái đó là tâm sở định, là nó đi cả từ trên xuống dưới chứ đâu, nó đâu đi ở dưới không đâu hả? Nó đi cả trong ác pháp nữa. Nó có những cái đó mình nghĩ là nó là có niệm nhưng mà cái tâm có đạo pháp thì không thể có niệm được, mình đừng hiểu lầm vậy. Nó có những cái tâm sở mà nó có những cái chức năng nó giống giống nhau chứ không phải không giống. Ví dụ tâm sở tầm với tâm sở niệm quan sát những cái đối tượng nào xuất hiện, nhưng mà cái sự quan sát đó nó là thiện pháp, nhưng mà tâm sở tầm nó vẫn quan sát được cái đó nhưng quan sát là ác pháp chứ làm sao quan sát được ấy được. Nó có tâm sở tầm đó. Tâm sở tầm đó nó đưa tâm về đối tượng có thể là cái thiện pháp được, nhưng mà nếu mà nó đi trong những cái chiều sâu của cái ác đó, thì cái đó nó phải là ác pháp. Nên thành ra có những cái chuyện như vậy đó, ví dụ như hay là tâm sở vi tỷ vẫn đi với ác pháp được, vẫn đi thiện pháp được chứ. Thành ra mình thấy nó đi với thiện pháp rồi mình làm gì đó mình có cảm giác rồi rùng mình rồi kia mình chảy nước mắt rồi này kia cái mình cứ tưởng cái đó nó là thiện pháp, không đâu được, nó vẫn có thể là ác pháp được chứ sao không ác pháp, thấy không? Nhìn bốn tâm tham học tạc coi có vi tỷ không, rồi mình nhìn bốn tâm bốn tâm thiện học nghĩa là hợp trí hoặc ly trí đó, tám tâm thiện hỏi nó có bị tị không, có hay không có đó. Thế nên mình phải quan sát rất là kỹ lưỡng để biết nó là cái gì chứ không phải là mình thấy nó chơi tương tự vậy cái mình nghĩ vậy, không phải. Bởi có những cái tâm sở nó có những cái trạng thái nó tương đương theo cái sự suy nghĩ của mình hoặc theo cái sự cảm nhận của mình. Thành ra tại sao mình phải học cái chợ tu lắc hành là để mình biết cái nhân gần của nó là gì. Ví dụ cái anh bị tị một cái nhân gần của nó là ác pháp thì chắc chắn nó phải nằm trên bốn tâm tham thọ hỷ rồi, mà nếu cái nhân gần nó liền pháp nó phải nằm ở trong bốn tâm đại thiện thọ hỷ chứ làm sao mà nằm trên được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ. Con nêu lại một cái vấn đề để cho sư chỉ nó sâu hơn một chút, là bây giờ con đề cập tới là cái sở hữu tuệ quyền. Thì nó hơi ví dụ như là những cái người, vẫn có những cái người họ sử dụng những cái hiểu biết sâu sắc của họ về đạo Phật chẳng hạn, thậm chí là như vậy, giáo lý họ biết đồ rất rõ, nhưng mà họ vẫn dùng dùng những cái kiến thức đó để mà họ làm những cái việc bất thiện. Ví dụ như là họ sử dụng những cái đó để mà mang những cái tư lợi cho mình. Thì như vậy rõ ràng là cái hiểu biết đó, cái tuệ văn của họ như vậy là nó đang đi cùng với lại cái tâm bất thiện rồi. Mà ở ngoài đời xã hội thật đó tôi sư, thì con thấy rằng là cái việc mà nhiều người họ có những cái hiểu biết, họ có những cái trí tuệ sâu xa, nhưng mà họ vẫn là đi cùng với cái tâm bất thiện, rất là nhiều cái trường hợp đó. Mà trong khi đó là hễ mà là trí tuệ, cái sở hữu trí tuệ, thì ở trong bản Niêu Vi Diệu Pháp là nói rằng là đó là sở hữu tịnh hảo, là chỉ đi kèm với lại những cái tâm thiện mà thôi. Như vậy phải chăng là cái sở hữu trí tuệ ở trong cái bản Niêu Vi Diệu Pháp là chỉ nói thuần túy về cái trí mà thấy ở trên cái pháp thực tánh mà thôi? Con không biết như vậy, hiểu như vậy được. Chứ còn nếu mà mình lấy cái sở hữu trí đó mà gọi là để tính luôn cho tất cả những hiểu biết của ngoài đời, thì con thấy rõ ràng là ở ngoài đời rất nhiều người hiểu biết rất là cao siêu, là sâu sắc, nhưng mà nó đi cùng với cái tâm bất thiện rất là nhiều, thưa sư. Như vậy thì xin sư hoan hỷ từ bi giảng dạy về cái vấn đề cái trí tuệ có khi nó đi với tâm bất thiện, có khi nó đi với cái tâm thiện, thì mình nên hiểu như thế nào? Còn gửi mic cho sư ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị nên nhớ trong một cái bốn tay tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần. Thành ra cái, trong lúc thí dụ như ông đó ông học đậu tiến sĩ ông phải dùng thiện pháp, chứ không thể nào ông dùng ác pháp ông làm được gì á. Nhưng mà trong lúc ông làm ác, ông đâu có lấy cái mà ông định luận án để ông làm ác đâu. Ông dùng thiện pháp để ông làm luận án xong đậu tiến sĩ xong rồi từ rồi cái lúc ông đi làm ác đi là ông làm với tâm ác pháp chứ làm sao thiện pháp được. Ngay cái thằng ăn trộm á, trong lúc nó đi ăn trộm tâm nó là ác pháp, nhưng mà có cái lúc nào đó nó vẫn là thiện pháp, khi mà nó thấy một số cái điều kiện gì đó nó vẫn có thiện pháp như thường. Nhưng mà nhiều khi cái thiện pháp đó nó không có đủ khả năng, nó cái thiện pháp đó nó không có đủ khả năng để nó ngăn ngừa thằng đó làm ác thì vẫn làm ác như thường. Anh nói cái thiện cái ác nó vẫn sanh diệt liên tục thay đổi nhau chứ. Không, mình dùng cái hiểu biết đó để khi mình làm ác mình làm với cái tâm ác chứ không thể nào ấy. Dù rằng cái tâm ác nó sử dụng số cái phương tiện của cái hiểu biết của thiện, nhưng mà trong lúc làm ác thì nó phải là tâm ác. Ví dụ như mà bây giờ mình mua cái súng đi, với cái tác ý là mình chỉ để bậy mình thôi chứ mình không có tác ý gì để làm bậy đó, lúc đó tâm mình vẫn là thiện pháp. Nhưng mà nhiều lúc mình đụng chuyện là mình cái lúc mình xét ra mình bắn cho nó chết lên rồi, trong lúc mình bắn lên nó như vậy là mình bắn một thiện pháp à. Thì dĩ nhiên trong cái thằng hacker cũng vậy, cái thằng hacker đó đó nó có khả năng nó vô để cái chỗ mà có thông tin của người khác, nhưng mà khi nó quyết định nó đánh cắp cái đó thì cái quyết định đó là cái quyết định của ác pháp. Chứ mình thấy là ví dụ như bây giờ đó mình đi vô nhà băng để mình rút tiền đi đó, lúc đầu mình đi tới nơi thì có thiện pháp, nhưng vô mình thấy gì đó tự nhiên mình nổi lòng tham lên mình mới tính chuyện ăn cắp hay tính chuyện giành chuyện chứ. Chứ nếu mà cái lúc đó thì tâm vẫn là thiện pháp, vẫn có trí tuệ mà tính chuyện nhìn việc với người ta à? Phải không? Thành lúc mình làm nó khác, mà cái lúc suy nghĩ nó có thể khác, cái lúc mình làm nó khác, ngay cái nó khác nhau chứ đâu phải là lúc nào nó cũng ấy được. Bởi vì nó tâm nó xen diệt, có thể nó xen diệt
vài tỷ cái lộ trình tâm là tiện, nhưng mà nó vẫn chen vô một số cái lộ trình tâm đã pháp như thường. Mà nếu mà cái lộ trình mã pháp nó chen vô trong lúc mình làm thiện đó, mà khi nó chen vô được mà nó có năng lực thì nó vẫn giúp mình làm ác như thường, chứ làm sao mình nói lúc đó thôi ấy. Còn nếu mà cái thiện nó có năng lực thì nó không làm cho cái thằng ác pháp đó nó có năng lực, thì mình sẽ không làm ác. Chứ trong lúc làm ác làm sao nói có trí tuệ được vậy, đúng không? Ví dụ như bây giờ ví dụ mình đây là mình học Phật pháp, mình vô mình đang thảo luận với Phật pháp, đang thảo luận sôi nổi, tự nhiên ác pháp nó chen vô vì lý do người ta nói câu gì đó, ác pháp nó chen vô, thì mình nói lúc đó là mình cũng cũng mình chửi hay mình thôi người đó là bằng thiền pháp à, đồng ý hai người đang đang nói chuyện gì Phật pháp à. Nó nhớ mình là phàm nhân, nó sanh đi sanh lại lúc thiện lúc ác, lúc nào mình không thể, mình nếu không có đủ khả năng để mình chặn đứng nó thì cái ác pháp nó vẫn vô được như thường, chứ làm sao giờ không vô được đó. Cái thí dụ mà dễ hiểu nhất á là một cái ông đạo sĩ xưa trên núi ông bay xuống để ông đi kiếm ăn, cái là nhỏ tiền bạc này ông bay bay mà ông thấy cái cô sơn nữ ở dưới đang ở tầng cái chuồng đang tắm ẻo eo lại, ông rớt xuống cái bịch là sao, bổ thiện pháp làm cho ông rớt à, phải không? Nó dẫn rớt xuống đi đi bộ về chứ làm sao rồi mình nói chuyện giỡn đâu được, phải không? Cái tâm mình nó nhanh, nó những cái lộ trình tâm ác thiện nó nhanh ghê lắm, chứ nó không có giống như mình nghĩ là khi nào muốn làm gì nó phải ác pháp mới lúc có thiện pháp, không có ác pháp à làm sao không có được. Một cái búng tay đó là sanh diệt 1.000 tỷ lần, 1.000 tỷ lần tính ra đó khoảng như 200-300 ngàn cái 200-300 tỷ cái lộ trình tâm, nay bị lộ trình tâm có khi có thiện có khi có ác chứ làm sao ấy được, làm sao mình nói thật sự chưa chắc mình đắc thiền là mình có khả năng mình kiểm soát nó được. Thành ra khi làm ác thì bao giờ cũng là tâm ác đó, chứ không thể nói tâm rẻ. Nhưng mà trong lúc mình trên đường mình đi làm thiện nhưng mà người vẫn có cái ác pháp nó chung được như thường, chứ đâu phải là lúc mình đi làm thiện là từ đầu tới đuôi là thiện không cháu. Mình nói vậy thôi, nói gì nữa. Trừ phi là bậc tứ thánh quả đó, thành ra không bao giờ có ác pháp chen vô được trong mọi trường hợp. Nhưng bậc tam quả vẫn có như thường chứ làm sao không có, bởi vì còn tới tới năm cái tâm bất thiện nữa mà, nên nó vẫn chen vô được chứ sao chen không được. Bậc thánh đó thì chứ đừng nói mình là phàm nhân 100%. Nam mô Bất Thầy á. Nam mô Bất Thầy á. Dạ con kính tri ân lời dạy của sư. Dạ chỗ này thú thật với sư rằng là con vẫn chưa có thông được cái chỗ này. Đây cũng là một cái vấn đề mà nó vẫn có cái sự, nó có hai quan điểm, thậm chí là ngay trong Phật giáo Theravada này thì vẫn có người nói rằng là vẫn có cái khả năng như vậy, bằng cách họ lý luận họ đưa ra định nghĩa chi pháp về pháp thiện là gì, thì có mấy chi, thì trong đó có một cái chi là cái sự khéo léo, cái sự khôn khéo, tức là thiện thì nó có một cái chi gọi là khôn khéo, khéo léo, ngược lại với thiện là bất thiện, nó là vụng về. Thì như vậy thì những cái công việc mà nó đòi hỏi cái sự gọi là khéo léo nó cũng là thiện, nhưng mà nó thiện mà hoàn toàn theo cái nghĩa là máy móc, là kỹ năng thôi. Thì cũng có cái như vậy, nhưng mà con có đọc thì con thấy rằng đây cũng là một cái quan điểm, cũng có người thì cho rằng là nên bỏ cái chi khéo léo khôn khéo đó ra khỏi cái pháp thiện, tại vì khéo léo khôn khéo nó hoàn toàn có thể phục vụ cho vấn đề thiện, nhưng mà nó phục vụ cho cái vấn đề bất thiện, nên là tự là con vẫn chưa có thông được ở chỗ này. Tại vì mình quan sát ở ngoài thực tế thì mình thấy rõ ràng là rất là nhiều người đang trong cái lúc làm cái việc bất thiện, đang trong lúc làm việc bất thiện phải vận dụng cái trí não, vận dụng cái sự hiểu biết rất là sâu sắc, tức là họ phải có một cái trí tuệ kinh khủng lắm. Dạ thôi con xin chuyển sang cái vấn đề khác. Thôi xin gửi mic lại cho cái người kế tiếp nêu câu hỏi đặt ra với lại sư.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mạ, dạ, Nam Mô Sằng Khà, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, Ngài Lý Tông, Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Metta cho con kính hiểu nghe rõ. Dạ, thưa Ngài, nãy huynh tu học Phật Pháp có nói về vấn đề tâm sở niệm, thì con đọc cái phần sách mà con thường hay đọc là Vi Diệu Pháp, Toát Yếu của Ngài Nan Ra Đá Tha Ha Maha. Thì trong đây, trong cái bài dịch này thì nói là cái tâm sở niệm này nó không nằm trong các loại tâm bất thiện, nó chỉ nằm trong các tâm thiện. Và khi mình ám chỉ mà cái tâm mà có tà niệm trong đó, thì trong đây sách này có ghi là Miccha Sa Tí, thì nó chỉ nằm trong tâm bất thiện. Thì phải chăng là khi mà cái ác pháp nó sanh khởi, những cái tâm bất thiện, thì cái niệm mà làm giống như một cái người ăn trộm mà đang mặc chìa khóa đó, thì họ vẫn có cái niệm, nhưng cái niệm này có phải mình có thể tạm gọi nó là Miccha Sa Tí, là tà niệm không thưa Ngài? Dạ, con kính tri mất lại cho Ngài. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự tà niệm nó không có chi pháp. Trong tám chánh tám tà đó thì tà niệm nó không có chi pháp. Quý vị nên nhớ cái chuyện đó. Một khi mà nó có pháp, nó có làm cái gì khéo léo đi nữa đó, cái lúc đó là cái định nó điều khiển để cho người đó làm. Nghĩa là làm gì trong cái điều cải khóa cải đồ đó, thấy vậy đó. Là nên nó có nhờ hai tâm sở, là tâm sở tầm với tâm sở định, nó có thể để nó có khả năng nó làm được cái đó, chứ không thể nào nó có cái niệm được cái đó. Bởi vì niệm luôn luôn đi với thiện pháp, chứ không thể nào đi ác pháp được đó. Mà nó còn dẫn, nó còn quan trọng hơn là trí tuệ nó. Bởi vì trí tuệ có thể là có thiện pháp nhưng không có trí tuệ, nhưng mà lúc nào có thiện pháp là có niệm đó. Bởi vì Đức Phật đã từng dạy cho chư tăng, cho hàng tới chúng là không nên dễ vui là vậy, chỉ dễ vui cho đó, tức là chứ là không để thất niệm đó, chứ không có gì đó. Nên mình bây giờ đó, nó mới nói chứ khi có thiện pháp là phải có niệm, nhưng mà cái nói mình tôi có thiện pháp là tôi có trí tuệ à, chuyện đó không thể, không là không thể chắc chắn được. Bởi vì nên nhớ tâm tâm đại thiện nó phát sanh, nó có hai phần hợp trí và ly trí. Nhưng dù hợp trí hay ly trí nó đều có tâm sở niệm hết đó, chứ làm sao nó không có tâm sở niệm được. Tâm sở niệm luôn luôn đi với các tâm thiện, hoặc là những cái tâm mà nó thuộc là sổ phá ná diệt tạ đó, nghĩa là tâm tốt, tâm lành, có thể là tâm quả. Nhưng mà quả quả nha, quả có thiện hoặc là tâm di tác, những cái tên đó là những cái. Còn có những cái mà nếu mà nó rơi vào những cái ác pháp thì nó không có niệm, hoặc thì nhiều khi nó không phải là ác pháp nhưng mà nó vẫn có thể không có niệm như thường. Ví dụ như 18 tâm như nhân đó, cái tạm cho bậc a la hán mà có thể cười được đó, tức là hạ sĩ tục ba đá đó, nó đâu có niệm đó. Không, thành ra mình nói là bậc tứ thánh quả luôn luôn có niệm, nói cái đó là nó không có đúng. Ngay cái Đức Phật á, hỏi là có niệm trong từng sát na không? Không có. Bởi vì cái lúc ngài thấy, bây giờ mình về vẽ một cái lộ trình đi. Đó. Ngài thấy với cái lộ ngủ, rồi tới cái động tốc là hạ sĩ tục ba thá, nguyên cái lộ đó là ác pháp. Nó vừa là ác pháp mà vừa là không phải là thiện pháp, nó sanh ở Đức Phật đàng hoàng, thấy không? Thế nên mình đừng có bao giờ mình chắc chắn chắn cái đó, nó là chắc chắc không có ấy được. Bởi vì tâm là nó sanh diệt rất là nhanh, ngay cái sắc nó cũng sanh diệt rất là nhanh đó. Thế nên mình có thể là trong lúc mình ngồi nghe pháp đây nè, mình rồi về mình qua quán xét lại từ đầu tới đuôi coi có bao nhiêu cái thời gian mình là thiện pháp, bao nhiêu thời gian mình là ác pháp. Ngồi nghe pháp vẫn có ác pháp như thường, nên mình đừng có khinh thường nó. Mình khinh thường đó là mình bị nó bóp cổ liền á, chứ không làm sao không có tránh khỏi đâu đó. Mô bích thai giá. Mô bích thai giá. Dạ, con kính tri ân Ngài. Vậy trong cái trường hợp nào mà mình có thể gọi là
có cái tâm Nicca Sa Tý là tà niệm thưa ngài. Dạ con kính trân mít lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư Tôn thầy và kính chư quý vị. Thật sự ra đó đã nói là cái chữ tà niệm nó không có ấy, nó không có chi pháp. Thành ra khi mà mình chỗ đó cái tâm sở mà nó làm cái công việc của niệm á, tức là niệm mà quan sát đối tượng thì nó có tâm sở tầm á, thì khi đó cái tâm sở tầm nó làm cái nhiệm vụ đó chứ không phải là dầu rằng trong sách vở có thể nói tà niệm đi nữa, nhưng cái đó là tâm sở tầm chứ không phải là tâm sở niệm được. Mình nhớ niệm là không thể niệm tệ rồi này kia là không thể nào đi với cái ác pháp cả. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ con đã hiểu. Dạ con kính trao mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ con thay mặt các Phật tử ở trong room và kính tri ân về cái lời dạy vừa rồi của sư về cái câu hỏi của chị Hà nêu ra. Xin mời các anh chị khác. Dạ nghe rõ ha rồi. Alo, alo 1 2 3 4. Dạ không con biết cái micro của con nó có cái vấn đề. Dạ không biết là nghe rõ lại được hay chưa. Alo 1 2 3 4. Dạ. Cái vấn đề về cái tuệ có đi với lại tâm bất thiện hay không đó, thưa sư, đây cũng là một cái sự, nó có hai cái quan điểm. Dạ. Mà hai cái quan điểm này nó không phải chỉ là ở trong cái Phật giáo Nam Tông đâu, thưa sư, mà đây là cái quan điểm mà cả ở bên Bắc Tông và ở bên Nam Tông quan niệm khác nhau ở cái chỗ này đó, thưa sư. Dạ. Trong duy thức học á, là họ cho cái sở định là ở trong cái là sở hữu biến hành, xin lỗi, là sở hữu biệt cảnh, thưa sư. Họ cho sở hữu định là ở trong cái sở hữu biệt cảnh, có nghĩa là nó có thể đi với tâm thiện và có thể đi với tâm bất thiện. Nhưng mà ở trong vi diệu pháp bên Nam truyền của chúng ta thì chỉ để ở bên là sở hữu tịnh hảo mà thôi. Rõ ràng là đây là một cái vấn đề mà hai cái tư tưởng họ khác nhau chứ không phải chỉ đơn thuần như vậy. Con không phải chỉ đơn thuần con quan sát ở ngoài thấy ra mình nêu lên. Vậy sẵn ở đây thì con nêu như vậy thôi. Dạ. Mà đúng như vậy. Dạ. Con có học ở bên con có bên 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 tri thức học con có từng đọc qua thì sở hữu định đó, bên đó họ cho rằng là ở thuộc về là sở hữu tợ tha, nó thuộc về bên cái nhóm đó là sở hữu tợ tha, tức là ở bên biệt cảnh. Dạ, xin mời các anh chị khác ha, nêu các cái vấn đề lên. Xin mời các anh chị khác nêu vấn đề lên. Dạ. Con xin nêu một cái vấn đề là có một cái đoạn kinh chỗ này nè, thưa sư, có một cái đoạn kinh như vậy. Này các tỳ kheo, rồi Bồ Tát Vipassi suy nghĩ rằng là ôi ta đã chứng được cái con đường đưa đến Bồ Đề nhờ cái pháp tu quán. Nghĩa là do danh sắc diệt thức diệt, do thức diệt danh sắc diệt, do danh sắc diệt lục nhập diệt, do lục nhập diệt thì xúc diệt, rồi do xúc diệt thì thọ diệt, rồi ái diệt, thủ diệt, ngũ diệt, sanh già, bệnh chết, sầu bi khổ u não diệt. Thì cái chỗ mà con muốn đặt cái vấn đề ở đây đó, thưa sư, đó là thứ nhất, trong cái đoạn kinh này là nói về là cái chiều thuận của cái chiều nghịch của 12 duyên khởi. Nhưng mà đây là một trong những cái đoạn kinh nó tương đối là nó hiếm, tức là cái gì không đề cập tới vô minh, thưa sư. Dạ, không đề cập tới vô minh. Ở đây là vô thẳng là do danh sắc diệt mà thức diệt, không có vô minh duyên cho hành. Không phải là vô minh diệt hành diệt mà là do danh sắc diệt thức diệt. Đây cũng là một điểm lạ nữa, thưa sư. Thường thường là thức nó duyên cho danh sắc, như vậy thì phải là do thức diệt thì danh sắc diệt. Nhưng mà trong cái đoạn kinh này đó, thưa sư, thì ghi là ngược lại nha, tức là có thêm một cái chiều ngược lại, tức là do danh sắc diệt
mà thức diệt, rồi thức diệt thì danh sắc diệt. Thì chỗ này mình nên hiểu như thế nào? Tức là nó có hai cái điểm trong cái đoạn kinh này nó hơi lạ đối với lại cái lý 12 duyên khởi. Thứ nhất là nói về cái chiều nghịch nhưng mà không đề cập tới là vô minh diệt. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là thường á là thức chuyên cho danh sắc, nhưng mà ở đây lại đề cập là do danh sắc diệt mà thức diệt, tức là một cái chiều ngược lại đó thưa sư. Vậy chỗ này chúng ta nên hiểu như thế nào về cái vấn đề của cái đoạn kinh này? Còn kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Kiều Tổ Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Ở đây chúng tôi thấy đoạn kinh nói là Bồ Tát, nhưng mà chúng tôi không có rõ là Bồ Tát hay là gì hết. Vấn đề mà nhân duyên đó, nó có ba chuyện, có nhiều chuyện để nói lắm. Chúng tôi có nói một lần là một chuyện thôi, đó là duyên hệ là chỉ tính cho từng sát na tâm thôi. Ví dụ như mình lấy cái sát na tâm nào đó, rồi mình coi trong trong những cái tâm sở đi theo nó có những tâm sở nào là chi pháp của cái 12 nhân duyên đó, thì mình coi nó có bao nhiêu, chứ nó không bao giờ nó đủ 12 đó, là nhớ chuyện đó ha. Thứ nhất. Cái thứ hai, giáo giáo lý mà dương sinh mà được tóm tắt trong trong chú giải đó ha, là nó qua là nhiều đề, ví dụ đề thiện, rồi đề bất thiện, rồi tới đề vô ký ha, nghĩa là nói trắng ra đó, họ họ chia cho mình hiểu cái đó. Thì bây giờ đề bất thiện thì mới dựa vào vô minh rồi phi phúc hành phát sanh hay gì 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 rồi đó ha. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình dựa vào cái em tâm đề thiện đi. Tâm đề thiện á là do ba căn làm duyên phúc hành, tức là sở tư trong tâm đại thiện tương ứng trí mới có mặt. Tức là nếu mình nói về tâm đại thiện mà mình chia theo thập nhị nhân duyên á, thì nó bắt đầu từ vô tham, vô sân, vô si duyên cho cái gì đó thôi, chứ nó không thể có vô minh được, bởi vô minh nó chỉ ở trong 12 tâm bất thiện thôi nha. Đó. Còn nếu mà bây giờ mình nói là cái đề vô ký á, thì nó do cái gì? Vô ký là nó nghĩa là trong Pali nói rất rõ ràng, sẵn khả ra bạch cha gia nguyên gia năng đó, tức là do phúc hành, tức là tám tâm đại thiện tư đó, thì do phi phúc hành thì mới ngủ xong thức mới có mặt, thì nó đâu có liên quan gì tới vô minh nữa, bởi vì trong cái mười nhờ những cái tâm mà quả mà dầu rằng quả vô nhân hay quả hữu nhân gì đó, nó làm gì nó có vô minh đâu mà vô minh duyên này vô kia. Anh nói chúng tôi không biết cái này đó. Khi mà huynh nêu ra cái này đó thì cái vị Phật trong quá khứ này đó, ngài nói tới cái chỗ nào đó. Đó. Bởi vì ngài nói tu quán là do danh sắc diệt thức diệt, thì danh sắc diệt diệt cái chỗ danh sắc đó chỗ nào, rồi thức diệt danh sắc diệt rồi cái đó là thức cái chỗ nào. Chứ bây giờ mình dựa vào một cái rồi mình lấy cái 12 nhân duyên mình nói là không thể nào mình giải thích được cả, bởi vì trong duyên duyên sinh á thì chỉ nói từng sát na tâm mà thôi, trong duyên hệ thì mới nói chung, mới nói là tất cả tâm. Thành ra nó mới trong duyên hệ đó, tâm trước tới tâm đó, rồi tâm trước tâm sau, tâm đối tượng trên đó, rồi cái phần dưới là cái phần nó nương cái gì đó, nó tùm lum hết á, thì nó mới ra được ha. Thành ra bây giờ mình vẫn có một câu vậy thôi, thì mình không thể mình biết nó là cái gì, nó thật sự ra đó ha. Ví dụ mình nói cái đó là cái gì chỗ nào đó thì mình biết là tại sao không có vô minh. Bởi vì giống như chúng ta chia ra ba phần, thì chỉ khi nào mà duyên sinh mà nói về bất tăng các tâm bất thiện á, thì nó mới có vô minh dính trong đó.
Còn nói về tâm thiện với tâm này, vô minh không không có dính vô đó được, bởi vô minh nó đâu có đi trong cái tâm thiện hay là trong quả gì đâu, thấy không? Đó, thành ra tùy theo cái chỗ mà mình dựa vào một cái ấy rồi mình hỏi, mình nói tại sao nó không có vô minh, thì cái chuyện đó rất bình thường. Thí dụ như cái mình nói cái đề này là cái đề liên quan tới cái đề vô ký hay đề thiện thì nó không có vô minh trong đó rồi, thế làm sao nó có được đó. Hy vọng chúng tôi nói vậy quý vị hiểu được. Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Bụt Tha Dạ, và con kính tri ân về lời dạy của sư ạ. Dạ thì ở trong chỗ này á thưa sư, thì sẵn sư giải thích thêm về cái chỗ là ở đây thấy là danh sắc nó cũng duyên cho thức thưa sư. Nama rupa nirotha mà huynh nha năng nirotho, tức là do danh sắc nó diệt mà thức nó diệt. Dạ. Như vậy nó có một cái chiều ngược lại, thường thì là thức duyên cho danh sắc, mà ở đây đó là danh sắc duyên cho thức. À, thì chỗ này mình nên hiểu như thế nào thưa sư? Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy chỗ này. Dạ, xin sư quan hỷ từ bi chỉ dạy thêm về cái chỗ này là do danh sắc mà nó duyên cho thức thưa sư. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì trong thập nhị duyên thì họ Đức Phật cũng dạy là chiều ngược chiều xuôi, chiều trên chiều xuống đồ này kim trùng, chứ đâu phải là đi chiều xuôi không đâu, đi chiều ngược cũng có vậy. Mà trong 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 chú giải của cái không phá quy với phân khá, tức là sẩm họa quy nô thế ni đó, là giải thích có tới 7-8 cách của cái duyên hệ, chứ không giống như trong Thắng Pháp Tập Lý Luận. Trong Pháp Tập Lý Luận thì chỉ nói có ba bốn chuyện giống như chúng tôi nói nãy đó, tam đề thiện xuôi ngược. Nhưng mà xuôi, cái xuôi hay cái ngược đó, nó bắt đầu chỗ nào nữa, chứ không phải là phải từ đầu nhớ chuyện đó. Nó bắt đầu ở chỗ nào chứ không phải bắt đầu từ đầu. Còn mình cứ hiểu là phải đi từ đầu. Ví dụ như mình từ từ mình học thì hiểu bên nhân hành là bị cha bạch chạy ra sẵn cả ra bạch sẵn cả ra bạch chạy ra nguyên gia năng nguyên gia náo bạch chạy ra nào bán được văn. Thì mình đọc như vậy đó là người ta tổng hợp một cái điều kiện có tất cả 12 cái chi pháp như cái, tạo nên duyên như vậy cho ấy đó. Nhưng mà không thể nào chứ quý vị tìm cái chỗ nào à, từ trong trong hệ thống kinh điển chỉ có một vài cái tâm nó mới đủ 12 chuyện thôi. Ví dụ cái tâm tham đó, tâm sân, còn chứ tâm si tâm phóng dật chưa chắc là đủ, bởi vì cái chi tất cả những tâm sở đi theo nó đó nó rất là giới hạn, chứ nó đâu có nhiều. Ví dụ tâm si nó có 10, 15, 16 tâm sở đi theo nó thôi, chứ đâu có nhiều. Thành ra khi người ta lấy một cái người ta chia ra vậy đó, thì mình phải hiểu đó, nó nằm chỗ nào, nó ngược hay nói xuôi, chứ đâu phải lúc nào mình cũng học xuôi ra hoặc học ngược đó. Nó ngược hay nói xuôi, mà nó ngược từ đâu, nó xuôi từ đâu. Phải lúc nào cũng nói xuôi một chiều hay ngược một chiều đâu có ấy được. Thành ra khi nào mình học tới đủ tất cả các điều kiện về vấn đề đó rồi đó thì mới ấy được. Nhưng mà đa số quý vị nên hiểu trong cái đi học ở trong ấy đó, trong các trường mà dạy đó, thì khi mình học để mình học để mình thi ra cái bằng mà chỉ học về đó thôi đó, thì nó có những cái họ không có dạy, mà phải lên cái chánh cái lớp mà Acharya, tới cái lớp học để được đi dạy đó, thì nó mới lòi ra nhiều chuyện lắm đó, chứ đâu phải dễ đâu. Nên nó có nhiều chuyện, nó có nhiều cách, đến nỗi là ngài Ananda vô mà trình bày với Đức Phật, bị Đức Phật rầy đó, ngài nói duyên hệ duyên sinh này dễ quá, vậy còn bị Đức Phật rầy đó, chứ đâu phải đâu. Nó có nhiều cái rất là nhiều khê, chứ không phải ấy như mình ấy đâu. Thành ra thường thường đó, nếu mà dẫn chứng một đoạn vậy đó thì mình chỉ có thể trả lời cái sự giới hạn trong cái đoạn đó thôi, chứ còn
nếu mà mình tính theo 12 chi rồi này kia đó, nghĩa là chúng tôi không có khả năng mà có gì chúng tôi học thì chúng tôi không thấy, chỉ có các tâm bất thiện là đủ 12 chi, còn mấy cái khác nó không có đủ, nhưng mà đủ 12 chi đó. Nhưng mà nó thật sự ra nếu mà lấy đúng đúng theo cái cách chúng tôi học đó, lấy cái tâm tham thứ nhất ra, nó đâu làm sao đủ 12 chi được, đúng không? Cả 12 tâm bất thiện thì đủ, nhưng mà một tâm hai tâm chưa chắc đủ. Thành ra tùy theo chỗ đi, mấy cái chỗ mà một đoạn ngắn như vậy thì thật sự là mình đọc mình cũng không hiểu nổi rồi, rồi làm sao giải thích cho rõ ràng được. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bụt Thầy dạ, và dạ, con xin tri ân về lời dạy vừa rồi của sư ạ. Dạ, lý duyên khởi đúng là cái giáo lý quan trọng và rất là vi tế. Thì đây con phát hiện đây có một cái đoạn kinh nó cũng tương đối là nó lạ, tại vì thường thường thì nói tới 12 chi là có đề cập tới cái vô minh, nhưng mà ở đây là không có đề cập tới vô minh. Dạ. Và lại xuất hiện thêm một cái cặp nó rất là lạ nữa, đó là nam á rupa nirodha mà vinh nha năng nirodho, tức là do danh sắc diệt mà thức diệt. Ngược lại là thường là thức diệt thì làm duyên cho danh sắc nó diệt. Và con xin mời mọi người khác nêu các cái vấn đề khác lên làm cái bài học cho room ngày hôm nay. Và xin mời các anh chị. Dạ con kính mời. Mọi người ạ. Trong khi chờ đợi mọi người gõ lên, con kính mời sư dùng trà. Lớp học hôm nay sao mà thụ động vậy ta? Không có nhiều, không ai giơ tay lên vậy. Xin mời các anh chị. Xin mời các anh chị nêu các cái vấn đề lên để mình làm bài học cho đạo tràng. Và có người họ nêu cái câu hỏi là như vậy, thưa. Thôi nhường cái mic lại cho chị Từ Mẫn lên nêu cái câu hỏi trực tiếp với sư nha. Thà dạ. Dạ, xã thủ, dạ, cảm ơn Sít Meta. Dạ, Nam Mô Bức Thà dạ. Từ Mẫn con cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ Ngài Diệu Tông, con kính lễ Ngài Trí Đức, quý cô tu nữ, quý chư tôn đức đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, bạch Ngài, con cũng hơi thắc mắc có cái lúc mà hồi nãy huynh tu học Phật Pháp nói về duyên sinh đó bạch Ngài, mà con cũng học cũng mờ ớ lắm, nhưng hôm nay sẵn có huynh đây ngài giảng cho con rõ thêm. Con chỉ học thôi nhưng con tìm hiểu chắc cũng chưa có sâu sắc gì hơn. Như con có đọc qua của trong một cái bộ gì đó mà nói về tam tuệ lưng trong tứ thánh đế đó bạch ngài, thì tam tuệ lưng với trong tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo, thì tuệ với tứ là 3 lần 4 12, ra là cái duyên sinh 12. Thì trong 12 cái duyên đó bạch ngài, sao con coi lại cái cốt truyện mà từ cái thời công nguyên mà thời Đức Phật còn sống đó bạch ngài, thì khi đó thì có hai vị, có hai cậu bé đó, thì trong số đó có ngài Vua A Dục là cậu bé, hai cậu bé ngồi chơi bên lề đường đó, có đứng dậy Đức Phật đi đến, có cúng dường Đức Phật bằng nắm đất sét trong tay đó bạch ngài. Thì
sau hơn 250 năm về sau của công nguyên, thời công nguyên Đức Phật đã tịch diệt, thì cái cậu bé ngày xưa đó là ngài Du A Dục. Thì con thắc mắc có cái là sau ngài Du A Dục đó thì ông cũng là một cái bậc vua ác lắm, mà cũng là một đại đế rất là nhân từ, là cũng ông. Thì sau này trong 84.000 pháp môn mà Đức Phật để lại, thì những cái trụ cột, những cái trụ tích mà ở bên các nước quốc giáo bạch ngài, thì ông cho sau này cho xây dựng, thì các nhà khảo cổ của các nước nó nghiên cứu thì tìm hiểu về, phát hiện sau này mà họ đào, họ đục lên những cái cột trụ ở bên Ấn Độ với bạch ngài, thì họ có tìm hiểu ra, họ có tìm ra được cái dấu ấn mà bánh xe chuyển pháp luân mà sau này các nước Phật giáo thờ, cái đó là cái ấn sử đó. Con đọc có cái là trong cái bánh xe đó 12 dòng xuôi và 12 dòng ngược nhập lại là 24 duyên. Khi mà người ta khám phá ra cái bánh xe đó đó, thì bánh xe đó của Đức Vua A Dục đã làm ra 12 chiều ngược và 12 chiều xuôi trong cái thập nhị duyên của Đức Phật, cái ngày mà ổng đã, cái ngày cuối cùng mà ổng đã nhìn thấy ổng diệt dòng xuôi dòng ngược đó bạch ngài. Thì con không hiểu như thế nào mà tại sao có cái duyên mà hay quá vậy hả bạch ngài, hay quá là tại sao Đức Vua A Dục đã biết hết được những cái gì mà sau này ổng đã cho khắc những cái trụ cột là những cái tích sử như vậy. Và con thì con cũng không hiểu gì hơn, nhưng mà con chỉ biết ít ít rồi con trình lên bạch ngài, sẵn cái nhân duyên huynh tu học Phật pháp nói như vậy, cho nên con chỉ nói tiếp với bạch ngài giảng cho chúng con rõ thêm ạ. Dạ sa thú, con kính tri ân ngài, con xin xuống mít. Nam mô Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái bánh xe mà có 12 cầm đó là Đức Phật đã nói tới trong bài kinh đầu tiên. Bài kinh đầu tiên là bài kinh Dhammacakkappavattana-sutta đó. Nên là có 12 đàng hoàng chứ làm sao không có được. Có nói tới 12 cái ấy vậy đó. Thành là khi mình vẽ bánh xe pháp đó, tức là thăm mà chặt đó bánh xe pháp đó, thì phải luôn luôn phải vẽ 12 cầm mới trúng, chứ còn phải vẽ 8 cầm là không có trúng. À, thì vào thời Đức Phật đó, thì thường thì ta theo như lịch sử mà các nhà khảo cổ kể lại, thì có những cái người ta dùng, cái đa số người ta dùng những cái hình ảnh để người ta nói tới cái điều Đức Phật dạy nhiều hơn. Thí dụ như ta nói là người ta vẽ tóm tắt cái bánh xe con có 12 cầm để giải thích cho cái bài kinh Dhammacakkappavattana-sutta. Bây giờ vào cái thời, cho tới cái thời bài kinh Vô Lưng đó, nghĩa là vào cái từ cái thời đầu cho tới cái thời Vua Dục đó, thì thường không có để lại cái gì đó, mà đa số là bắt đầu có chuyện là từ lúc ông Vua Dục ông lên ông nắm quyền đó, ông cho làm lại hết tất cả mọi chuyện, những chuyện mà ông đi thanh trừng những cái ông mà giả tu này kia ông sùng này nhờ ông Vua A Dục. À, thành ra những cái đó là do ông Vua A Dục ra. Còn cái chuyện mà ấy là cái ông cha của ông Vua cái kinh mình đã, ông từ cái xứ bên kia ông qua đó, thì cái xứ đó nó có cái vụ đúc tượng. Thành ra từ cái lúc đó đó, sau mấy trăm năm Đức Phật Niết Bàn, nó mới bắt đầu đúc cái tượng Phật. Thì lúc đó không ai nhớ Đức Phật lại đó, không ai biết Đức Phật này hoặc mài ra sao đó. Thành ra nếu ông nào nghĩ ra sao cái vẽ vậy thôi, đó, thấy cái mặt khác, Miến Điện mặt khác, Tích Lan mặt khác, mà Ấn Độ mặt khác, cho nên không có giống. Thành ra những cái đó là những cái sau này người ta tìm thấy. Tại sao ta tìm thấy? Tại vì sau cái thời vua Dục rồi cái Hồi giáo nó vô, cái nó làm tất cả những tế tiêu tan hết, chư tăng thì người nào chạy được kịp thì sống, chạy không kịp thì bị tụi nó cắt cổ hết đó. Thành ra nói rồi sau này khi mà ăn lê nó qua, nó chiếm mấy độ, nó bắt đầu nó đi khảo cổ, nó mới tìm thấy những cái đó. Thì những cái đó là chưa tượng trưng cho một số
cái bài kinh mà Đức Phật giảng vào cái thời đó để giúp cho người ta nhớ cái đó là cái gì, để giúp người ta nhớ cái đó là cái gì. Bây giờ khi mà ông vô dụng tìm ra cái đó, thành ra khi mà cái chỗ mà để làm cái tượng đại thờ Đức Phật đó, tức là tượng trưng cho gì Phật ấy đó, là có cái bánh xe pháp đó đó, là thờ bánh xe pháp đó. Nhưng mà sau này qua Thái, qua Miến Điện hay Tích Lan, ngay cả Việt Nam thì khi làm bánh xe pháp được làm có tám tám trăm thôi, tượng trưng cho bát thánh đạo gì đó, cái đó thì nó không có chính xác. Nếu muốn vẽ bánh xe pháp thì phải vẽ 12, tức là ba luân bốn chuyển là 12 đó. Thành ra đó là những cái mà sau này là người ta để ấy ra để cho người đời ta muốn nhớ tới Đức Phật, người ta có cái, mấy cái đó. Ví dụ như bây giờ quý vị đa số gì đi vô những cái chùa cũng thấy những cái đó như vậy đó, để tượng trưng cho cái đời sống Đức Phật vào thời xưa. Nên nhớ Đức Phật, khi mà Đức Phật á, ngài xuất hiện đó, ngài có hai chuyện. Thứ nhất là thì ngài dạy, thứ hai là cái giải pháp này có hai, tức là dạy bằng cách nói bằng miệng, cái thứ hai là nói bằng thân. Nhưng mà thường thường bây giờ chúng ta thường đa số là chúng ta chỉ dựa vào một số loại pháp ngài nói bằng miệng để mình theo, còn cái những cái ngài dạy bằng thân thì thường chúng ta bỏ qua, thân giáo bỏ qua, thì có khẩu giáo là sau này nhờ ghi xuống cái giấy rồi mới nhớ được thôi, chứ còn cái thân giáo hầu như là chúng ta không có theo. Chúng ta thí dụ Bồ Tát bắt đầu từ lúc sinh ra đó, ngài không mang giày mang giáp, ngài đi chân không. Cuối đời của ngài, ngài đi về, đi bộ về cụ sinh ra cũng đi chân không, chứ ngài không bao giờ có cái giày dép hay có đầu trên đầu đội mão đội gì, hoặc là có đi lồng che dù che gì đó. Nhưng mà quý vị giờ nhìn mấy cái chùa biết ông sư ra khỏi chánh điện là có dù dù và lọng che rồi, thì có học trò mà đưa dù lên để che nắng dầu sư không đó. Chúng ta học ngoài cái tân giáo rồi, chúng ta không có chịu tập đó, không có học theo đó. Nên chúng ta chỉ có bài ra, thì bây giờ sau này bài ra thêm rất nhiều chuyện gì đó, quý vị thấy mỗi lần có lễ là rùm ren đồ ôm chùm, hồi xưa không có giờ có đó. Thì đa số là họ ta làm cái bánh xe đó từ thời vua dùng trận chứ không sau này. Họ để thường để đó, ví dụ như mình vô cái nơi mà để tưởng nhớ hay đảnh lễ Đức Phật đó, thường đó có một cái tượng Phật, nhưng mà trước khi bước vô tượng Phật mình đã thấy cái bánh xe 12 cầm đó rồi, bánh xe luôn đó. Nhưng mà quý vị nên học mà học cả hai cái để cho nó giúp năng, bởi vì khi mà chúng ta đó học, và cái bài học cuối cùng ngài dạy đối với một cái vị sư mà khi nghe ngài nói là đêm nay ngài sẽ bà đi nếu pha ná đó, cái vị sư đó bèn lẻn đi ra bìa rừng để hành thiền đó, thì chư tăng mới mét đó, ông đó không có thương Phật kia này kia ông sụp đó, thấy không? Đây, ông đó mới nói là con muốn phải hành để tắt đạo quả trước khi ngài niết bàn, đó là cái chủ ý con. Thành ra Đức Phật ca tụng cái gì đó, ca tụng cái người mà cái pháp hành, có cái pháp hành để đi tới nơi tới chốn, Đức Phật vẫn ca tụng như thường. Chứ Đức Phật đâu ca tụng cái người ngồi khóc lóc và gấp niết bàn rồi kêu chồng đó. Đó là những cái mình phải học hỏi để mình làm cho nó đúng thì cái phước nó mới có, còn không thì mình dựa vào chuyện mà xưa bài nay làm, đa số là theo dựa theo chuyện xưa bài nay làm hết á. Xây chùa thì xây chùa cho lớn, nhất tự quy sư ở ngông sư thôi đó. Chứ làm gì thời buổi này đó, nhiều chùa ở ngoài quốc này đó, có chùa nào nhiều được nhiều ông sư đâu đó. Mà trong khi cái giáo lý Đức Phật để lại hay vậy mà không chịu học hỏi, mà khi không hỏi học hỏi làm sao mình tìm được con đường đi ra được cái xứ này được đó. Bây giờ mà học hỏi mà cái người mà nhớ được lời dạy Đức Phật thì bây giờ chỉ còn cái chính vị ở bên Miến Điện thôi, đa số các nước khác không có. Mình thấy cái điều mà mình rất đáng sợ đối với cái giáo pháp của Đức Phật, rất là nó sắp tiêu tới nơi rồi mà mình vẫn còn
lang thang để dễ vui thì phải nói là không có trách ai được, nên trách mình. Còn lại bao nhiêu ráng học cho nhiều, học để làm gì, mình không xài được kiếp này thì kiếp sau mình xài. Thế còn nếu không là mấy kiếp này mình không học, mình chỉ cần kề sau cái búng tay mình chưa biết mình đi đâu thì làm sao còn có đủ cái điều kiện để mình theo do những cái điều mà Đức Phật đã truyền lại cho mình được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con xin thay mặt các cái Phật tử ở trong rung xin kính tri ân về lời dạy của sư ạ. Dạ, có người cái hỏi là như vậy, thưa sư, dạ, con xin post cái câu hỏi đó là cái gì nó ngăn che cái sự thấy biết pháp đúng như thật, tức nghĩa là thực tánh pháp, thưa sư. Dạ, là cái gì đã ngăn che cái sự mà thấy biết ở trên cái pháp thực tánh, thì cái điều đó là cái điều gì? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thì cái ngăn che mà thứ thiệt á là vô minh. Ha. Chứ còn những cái khác á, quý vị nên nhớ trong kinh điển thì nói vô minh nó không biết bốn chuyện. Trong chú giải nó tới 8 chuyện. 8 chuyện thì tứ đế trong tương lai là 6, không biết danh sắc cả quá khứ lẫn này là 7, để không biết bà tịch xa xa một ba đá, tức là nhân duyên đó, tức là không biết danh sắc trong lúc hiện tại. Nhưng mà trong chú giải thì họ dùng cái pháp mà thập nhị nhân duyên, là không biết thập nhị nhân duyên đó. Thành ra đó là cái ta 8 cái chuyện mà vô minh nó không biết, thì mà nó không biết 8 cái chuyện đó thì làm sao mà nó biết cái thì đúng như thật hay là pháp thật tánh được. Tức là cái vô minh là nó ngăn che, là cái pháp lớn nhất chứ không có nói tiếng nào đó, nó ngăn che hết. Là nên cho tới ngày nào mà mình không có kiếm cách mình đẩy nó thì mình vẫn còn dính, vẫn còn bị nó ấy như thường đó. Còn cái người mà diệt được vô minh rồi là cái người đó bảo đảm là không có sanh lại được, mà không sanh lại thì không có chết nữa. Còn mình thì sanh đi sanh lại chết hoài đó. Thì tóm tắt vô minh là cái pháp ngăn che tất cả cái gì mà mình cần biết về Phật pháp hay cần phải về Phật pháp cũng vậy. Bởi vì khi mình còn vô minh tức là mình đã không biết 8 cái chuyện đó, mà đã không biết 8 cái chuyện đó rồi đó thì nó phải nói chứ không biết danh sắc thuộc về quá khứ, tức là không biết thực tính pháp rồi, không biết danh sắc thuộc về tương lai cũng cái đó cũng thực tính pháp cũng không biết luôn. Không biết danh sắc thuộc về cả quá khứ tương lai, và không biết bà tịch cha sư một ba đá, tức là sự sanh diệt của danh sắc đó, của các loại danh sắc đó. Đó là cái sự ngăn che lớn nhất là một cái tài giá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ. Nếu mình nói rằng là vô minh nó ngăn che không cho thấy được cái pháp thực tánh, nhưng mà tới tận là tứ thánh quả A La Hán thì mới đoạn tận được vô minh. Như vậy chẳng lẽ là tới vị tu đạo quần rồi mà chưa thấy được pháp thực tánh hay sao, thưa sư? Vị tu đạo quần thì là chưa có đoạn tận được vô minh nhưng mà vẫn chứng ngộ niết bàn, điều đó có nghĩa là đã thấy rõ được pháp thực tánh danh và sắc. Như vậy thì chỗ này nếu mình nói rằng là do vô minh nó che án không cho mình thấy pháp thực tánh, thì như vậy hình như nó không có được hợp lý khi mà một vị thánh tu đạo hoàng vẫn còn vô minh nhưng mà vẫn thấy rõ được pháp thực tánh danh và sắc. Vậy chỗ này mình nên hiểu như thế nào? Con kính gửi bích cho sư.
Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch chư tổ bề, dạ kính thưa chư quý vị. Bởi vì vô minh mình không thấy, thành ra cái mình ráng mình tu để mình đè nó xuống, hoặc mình làm mỏng nó đi thì mình mới thấy, thấy từ từ mình làm nó mỏng tới cái độ là mình thấy được chút chút, tới cái bậc tam quả đó cũng là mỏng mỏng tối đa rồi, thì thấy được tới đó rồi tới thánh quả cho mình đi luôn, thì mới 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 là thấy được tất cả mà không còn ấy nữa, nghe không? Chứ còn bây giờ mình nói, nếu mà mình nói là nếu mà bậc sơ quả đó mà không làm nhẹ cái thằng đó đó thì làm sao thấy được. Bây giờ mình nói cái gì hiểu, thí dụ cái thằng vô minh là mình có cái căn nhà, thì mà mình có bốn cái chỗ để ánh sáng nó vô mà nó bít hết, thì bây giờ làm sao mình làm nhẹ vô minh, tức là mình làm một chỗ đó mình để cho ánh sáng rọi vô mình thấy chút chút. Bây giờ mình mở ra thêm được cái thứ hai nữa thì thấy sáng hơn chút, mình mở cái thứ ba thấy sáng hơn chút nữa, mở cái tư là thấy rõ ràng, thấy không? Thì đó, bởi cái căn bản là từ cái anh đó ra đó. Bởi vì cái anh đó đó là ảnh có mặt trong người mình, là tất cả các pháp mà để đi ra đó, thấy thật sự để đi ra đó thì ảnh che hết. Thành ra mình còn vô minh tại sao mình vẫn đắc thiền, bởi vì cái pháp thiền là không phải cái pháp đi ra mà cái pháp đi lên thôi. Thiện pháp là cái pháp đi lên. Đi lên đâu? Ví dụ như mình hành thiền, mình không hành thiền, mình tạo thiện pháp cho nó có năng lực thì nó dẫn đi lên đâu? Trời, đi lên sáu cõi trời dục giới đó. Đó. Còn bây giờ mình làm cho thiện sắc giới có năng lực chút, tức là mình làm nó sáng thêm chút nữa thì mình đi đi lên được chút nữa, rồi mình vô sắc mình đi lên tối đa là đi lên kêu cung trời vi tưởng thôi, chứ mình đâu có đi ra được. Nhưng mà tới chừng mình làm cho cái thằng vô minh này nó mất năng lực, tới cái lúc mình đi ra được á thì cái lúc đó là gọi là không còn vô minh nữa, thấy không? Thành ra nó vẫn là cái chánh, cái nhân chánh để mà mình nó mình biết thực ra, chứ mình biết không là làm sao mà nó rõ ràng được. Mình thấy thực pháp nhưng mà mình là sơ quả chỉ diệt được có hai cái anh là vô minh với không phải cái anh tà kiến với hoài nghi thôi, không? Tức là mình phải làm cho nó mỏng chút nào đó mình mới diệt được cái đó. Mình làm nó mỏng thêm nữa thì mình diệt thêm được cái nữa, mình làm nó mỏng nữa thì mình mới diệt thêm cho tới nó tới là nó không còn đó thì mình mới có thể mình đi ra được, chứ làm sao ấy được ăn. Chứ còn bây giờ nếu mình nói là không cái khác cái nào đó, bây giờ mà cái nào khác mà mình không có làm cho nó dĩ nhiên thấy thực tướng pháp mà thấy theo cái điều kiện của cái diệt trừ tà kiến với cái hoài nghi thôi đó, chứ đâu đâu có thấy 100% được. Nếu mà thấy được 100% là chỉ có bậc A La Hán mới thấy được 100% thôi. Nó là nó mới nói từ từ rồi nó bào mòn bào từ từ. Nên nhớ mình thấy thực tinh pháp. Chúng tôi nói cái tệ thứ nhất, tệ thứ hai, tệ thứ ba đó. Mình nói mình thấy thực tinh pháp nhưng cái đó mình phải dựa vào pháp học và dựa vào điều kiện của người, thấy không? Đó. Bây giờ mình nói là cái tệ thứ nhất, mình nói mình thấy danh sắc nhưng mà mình thấy cỡ nào của thực tính pháp đó. Nên nhớ tên tới cái tệ thứ tư rồi đó mới thấy thứ thiệt là tại sao, là thấy được nó sanh diệt, tức là mình thấy thực sự mình thấy đó. Nhưng mà cái vô minh vẫn còn trì thì năm chưa làm ăn gì được cả đó. Nó vẫn cho mười cái với Sanu và Kile xả đó, mười viên não sát vô để kiếm chuyện với mình được đó. Nhưng mà khi mà mình đắc sơ quả thì mình diệt được hai cái thằng nó kiếm chuyện với mình rồi sớp sớp thêm nữa là vậy đó, thấy không? Chứ làm sao ấy được. Thành ra đó là những cái chuyện mà mình phải hiểu. Chứ còn nói bây giờ có cái pháp nào khác, nếu mà có cái pháp nào khác thì Đức Phật đã dạy rồi, đã dạy cho quý vị rồi, chứ bây giờ Đức Phật đâu có ngồi im ra được. Rồi mà Đức Phật dạy cho mình là dạy cái gì? Cái gì coi trong bài kinh Tứ Niệm Xứ là để làm việc bào mòn lần 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 cho tới khi không còn vô minh nữa.
Đó. Tại sao phải diệt thằng đó? Không. Đó. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ. Nhưng mà ngay cả phàm nhân á thưa sư, ngay cả là còn phàm nhân á, nhưng mà đến cái tuệ thứ 11 là cái Sankharu Pachanya Ná là đã thấy được pháp thực tánh rồi, nhưng mà vô minh thì vẫn là dày đặc. Cho nên rằng là nếu như mình nói rằng là cái vấn đề này thôi con xin gác qua, rồi cái gì con sẽ nêu lại, con nhường mic lại cho cô Thầy Duyên nêu vấn đề trực tiếp với sư. Dạ, sa thú, sa thú và cảm ơn tu học. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Liễu Tông, Ngài Trí Đức và kính lễ quý cô tu nữ và thân chào đại chúng. Dạ, thì nãy giờ con ngồi ở trước máy, nhưng mà con nghe rất nhiều về Ngài giảng về những cái câu hỏi của tu học. Nhưng mà ở đây thì con dựa trên câu hỏi này thì xin Ngài giải thích cho con hiểu. Vì nếu Đức Phật đã đi trên con đường giải thoát thì Đức Phật đi theo thực tính pháp hay là tư duy của Ngài? Dạ, Ngài có hiểu con hỏi không? Thì xin Ngài giải đáp cho con, nhất là con đang tắt. Như câu hồi nãy tu học hỏi thì con đã hiểu, vì câu hỏi tu học con đã hiểu Ngài giải, nhưng mà dựa trên câu này thì xin Ngài giải cho con hiểu là khi Đức Phật ra đi thì Đức Phật đi theo thực tính pháp hay là tư duy của Ngài để mà Ngài giải thoát. Dạ, con kính thêm dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Là nhớ Bồ Tát á, Ngài đã tạo ba la mật nghĩa là đầy đủ rồi đó. Nhưng mà Ngài vẫn chưa thấy đường chứ làm sao không thấy được. Nếu Ngài thấy đường thì Ngài đi theo hai cái ông thiền sư nổi tiếng thời đó về thiền chỉ anh chị. Thấy không? Nhưng mà khi Ngài học hết những cái điều của hai ông đó rồi, Ngài thấy cái này cũng chưa phải. Đó, cái này cũng chưa phải. Rồi bây giờ đó, khi mà Ngài ngồi xuống đó, thì dĩ nhiên là Ngài phải đi tìm thực tính pháp để Ngài thấy cái gì. Quý vị nên nhớ đó, Ngài đi một rẹt, đi từ cái tệ thấp lên tới tệ cao. Nên, và thấy dắt, mình nói theo cái chiều hướng thông thường. Thì lúc đó Ngài quán cái gì thì người ta không có nói rõ, nhưng mà đại khái là những cái bài điều mà Ngài dạy mình thấy rõ ràng. Thì Ngài phải thấy danh sắc chứ làm sao không thấy được, tức là thấy thực tính pháp. Đó, rồi mới bắt đầu đi lên lần lần rồi chứ Ngài ngồi đó. Đó. Mà nó không phải nói chứ tới canh khuyên Ngài mới thấy chứ mới đầu đó, nghe tâm vừa an tịnh một cái là phiền não nó vô liền. Đó, ở đây chú giải mới nói là ma nữ ma dương gì ông chồng đó chỗ phá phết này kim chồng là phiền não nó vô gì đó. Đó, phiền não vô rồi giờ Ngài muốn diệt cái phiền não đó là Ngài phải thấy nó, mà thấy bằng cái gì? Bằng trí tuệ. Mà phiền não đứng đầu thường đó, năng lực đứng đầu thì vô minh. Mà nếu còn mình nói theo tứ niệm xứ thì là tâm sở tham, thì nó chắc chắn là hai cái anh mà có năng lực nhất trong đó, vô minh với tham. Nên nếu mình nói ngã ngã nào cũng được đó, mình nói diệt tham thì cũng phải diệt vô minh, mà mình nói diệt vô minh thì nó cũng đưa tới cái diệt tham chứ làm sao cùng rút, chứ làm sao không cùng rút được. Thấy chưa? Tức là thấy rõ ràng ngày qua cái đó, ngày thấy cái đó rồi ngày mới bắt đầu ngày tìm cái gì, ngày tìm để thấy thực tính pháp cho thấy cái gì đó. Nhưng mà dựa vào cái ba nội bốn, Ngài đã tạo gần 20 ba tăng thì 100.000 đại kiếp đó, Ngài mới khi mà Ngài đi theo hai ông kia, Ngài thấy không có cái gì hết rồi, Ngài mới
trở lại đó. Mà khi họ hành theo pháp gì lợi dưỡng rồi đi theo mấy ông thầy đó không được gì hết, là ngày mới ngã qua khổ hạnh, rốt cuộc không được gì cả, thấy không? Bởi vì lợi dưỡng hay khổ hạnh vẫn là con đường đi lên chứ không phải là con đường đi ra. Thành ra khi ngài thấy con đường đi ra rồi đó, ngài mới bắt đầu ngài ngồi và ngài thề ngài không đứng dậy nếu chưa thấy được cái điều mà ngài muốn thấy đó. Thì cũng vậy gì đâu, thấy không? Thì tùy theo mình nghĩ cái theo cái điều kiện nào đó, bởi vì đó lý do tại sao ngài thuyết tới 84.000 bài pháp là vậy đó. Đó, mình có thể mình dựa vào cái này để mình nói cái nào, dựa vào kia nói cái nào đó. Nhưng mà hai cái pháp quan trọng mà bắt buộc tất cả mọi cái gì mà muốn ra khỏi luân hồi đều phải diệt, tức là vô minh và tham. Bởi vô minh nó là cái chủng tử mà đưa con người mà đi tới tới cái cõi trời cao nhất mà thôi, chứ không phải đi ra được đó. Còn tham thì nó không cần ta đi lên đâu. Rồi đi làng hoàng là bạn dưới này thôi, dân đi lên. Thành ra đó là những cái ví dụ tùy theo mình học ở chỗ nào, mình dựa ở chỗ nào để mình nói. Chứ còn nếu mà mình học một chuyện rồi mình nói được chỉ có một chuyện thì cái đó không không có đúng. Dầu chuyện nào đi nữa thì cũng đưa tới hai cái chuyện. Nghe bứng rễ vô mình với tham. Bởi vì vô mình nó là cái nhân của tất cả các thiền pháp xuyên xấu đó. Còn tham là nó đưa tới cái điều kiện khác đó. Đó. Mình gọi tập đế đó. Thành ra đó là những cái chuyện mình dựa vào đó để mình tìm hiểu xem mình nên làm cái gì. Nam mô Bụt Thầy vậy. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con kính tri ân lời dạy của sư vừa rồi của cái cô Tự Duyên. Dạ. À, hồi nãy tôi thấy chị Từ Mẫn có giơ tay lên đó, tôi mời chị giơ tay lại, tôi nhường mic để chị đặt câu hỏi trực tiếp với sư. Mời chị nha. Dạ Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy dạ. Ông Vi Tiến còn có vô được trong lớp không? Dạ Nam mô Bụt Thầy dạ. Xin đạo tràng cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ xà thủ xà thủ. Dạ bạch ngài. Con lại thắc mắc nữa, bạch ngài ban hỷ cho con. Như về trong nói về trong cái thân kiến và cái ngã mạn đó bạch ngài. Bạch ngài giảng cho con hiểu thêm cái nào là cái sai của Phật tử chúng con, cái sai của chúng con, cái nào cái là cái đúng của các vị tăng sư thầy. Dạ tụi con không hiểu cũng như là mờ ớ, thì con thí dụ như con cho là con thì con có gửi cúng dường các vị sư, thì cái cúng dường của con đó, cái dịch vụ đã chuyển tiền đến các ngài bên kia, thì tất nhiên là con nhìn cái receipt với cái ở dịch vụ báo cho con biết là những người bên Việt Nam có nhận được không, là con đã biết quý ngài đã nhận được cái gì đó rồi. Cái phần quà cúng dường tam bảo, vật thực hay là y áo. Thì con lại nghĩ, sao các vị sư đã, con biết các vị sư đã nhận rồi, mà tại sao các vị sư không có hồi âm cho con, không nói gì cho con biết, không có, cũng như là alo với bạch ngài, có nhận được ha này kia. Thì con lại nghĩ, cái đó có phải là cái sai của con, cái sai của Phật tử chúng con là ý là muốn mình cúng dường đến các vị chân tu, mình muốn
muốn biết các vị ấy phải biết biết gì về con, hoặc là cái đó là thuộc về cái ngã mạn hay là cái chấp thủ, và con thấy cái đó là cái không đúng của cái phần Phật tử chúng con. Và cái đúng của các vị sư là các ngài chỉ biết nhận có cũng như không, mà không cũng như có, biết đến là đến mà biết đi là đi, chứ các ngài không có alo c này kia kia nọ. Tại vì con nghĩ các ngài làm những cái chuyện đó trong cái giới hạnh các ngài, đó là đúng là các bậc chân tu. Còn cái người phàm phu như chúng con thì hay vướng nhầm cái thân chấp thủ. Ồ, tao không có như phải đó bạch ngài. Đó là con thí dụ như là con như dễ hiểu vậy đó. Thì hai nữa là cái ngã mạn. Cái ngã mạn là ồ, thấy cái người đó làm, hoặc là các bạn hữu mình làm một cái chuyện đó hình như không có hoàn hảo cho lắm, mà mình có ý là cái ý mình khởi ý là muốn giúp cho cái người đó tốt đẹp hơn chút để hoàn thành cái chuyện đó cho nó vuông tròn, nó dáng khéo. Thì nếu mà mình khởi ý mình tiếp cái người đó, sửa dùm cho cái người đó, không khác nào có đó mình đã sửa sai, mình đã dương cái bản ngã của mình lên, có đúng không bạch ngài? Và con xin bạch ngài giảng cho con biết là tại vì đằng nào con thấy cũng dễ rơi rớt vô trong cái ngã mạn với cái thân kiến của bạch ngài. Dạ sa thú quá con thấy dạ con kính dâng cho bạch ngài giảng cho con hiểu cái này, một điều này cho con đừng có dễ cũng như lầm lẫn trong này. Dạ nam mô bút tha, dạ con xin dâng mình cho ngài. Nam mô Bụt Tha Gia kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Thật ra mình vì thời bây giờ mình có biết cái gì nào là chân tu lắm. Nên nói nghe là thứ thiệt là chân tu, thứ thiệt là thầy có thể sống không được. Chứ không phải không. Tại vì trong giới luật Đức Phật đặt ra đó giống như là một cái bản án đối với chư tăng. Nhưng mà chư tăng thời buổi này nhiều khi họ giữ được một số, mà giữ được một số thì Phật tử là không thích đó. Ví dụ như có những chư tăng thời buổi này do họ vẫn không giữ tiền đó. Rồi quý vị muốn dâng mà quý vị không biết cách dâng thì quý vị cũng dâng cho người ta. Nó có rất nhiều chuyện quý vị phải học hỏi. Học hỏi liên quan điều kiện của tăng như thế nào. Tức là quý vị lên net này quý vị đánh chữ luật của tăng chúng, luật của tỳ kheo hoặc luật của tỳ kheo ni. Cái đó là sách coi tướng ông sư đó, quý vị phải coi. Coi để biết rõ ràng cái điều nào mình làm được, cái điều nào không làm được, cái điều nào chưa tăng có thể và điều chư tăng cũng không thể. Thì mình dựa vào đó thì mình giúp người ta thì nó mới chắc ăn. Còn bây giờ mà mình giúp rồi mình cứ nghĩ nó phải như vậy, phải như vậy thì chưa chắc. Quý vị nên nhớ chuyện đó. Bởi vì thường thường bây giờ chư tăng mà xào tay lên quý vị dân tiền, chư tăng nhận là chư tăng đã phạm rồi chứ không phải là không phạm đâu. Anh đã muốn dân là phải biết cách dân, chứ không phải muốn làm gì cũng được. Mà đôi khi có những cái vị sư người ta thấy cũng giống người ta đi bát, Phật tử để bát là đủ rồi, ông ta đâu cần cảm ơn, ông ta đứng lại cảm ơn. Thì cũng vậy, mình hôm nay mình gửi về, nhiều khi họ nhận được là họ không có trả lời, không trả lời, thí dụ họ không có điều kiện để trả lời, hoặc là họ giữ theo cái luật của họ là kể như họ cho là xong rồi, mình nhận được là xong rồi. Nó có nhiều cái chuyện lắm chứ không. Mà mình muốn ta làm đúng rồi này, kem chồng rất là khó khăn vào cái thời buổi này. Nó không phải dễ.
Thành ra có nhiều chư tăng này ra không có làm gì cả, quý vị có dân thì dân không dân thôi, chứ người ta không bao giờ ta lên tiếng để cho quý vị biết người ta là ai đó. Đời sống cuộc đời rất là đạm bạc. Đó, thành ra khi mình dân rồi đó, mình có thể mình biết người ta nhận được hay không nhận được gì đó thì chuyện bình thường thôi, đừng bao giờ thắc mắc tại sao không trả lời tại này tại nọ, tại sao mình người ta đâu có xin hỏi gì mà mình bắt buộc ta phải theo ý kiến của mình được. Mình nhớ chuyện đó. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, con thay mặt cho các đạo ở trong room kính tri ân về cái lời dạy của sư ạ. Xin mời mọi người khác. Hồi nãy chúng ta đang đề cập tới sư giảng về cái vấn đề là cái thực tánh pháp, thì nó có một cái khái niệm mà phải nói rằng là Phật tử rất là bị nhập nhằn, khó hiểu, chưa có phân biệt rõ về hai cái chữ đó là thực tướng pháp và cái thực tính pháp. Thì tiếng Pali là Lakkhana Dhamma và cái Sapphawa Dhamma, thì xin sư giảng rõ và cho ví dụ minh họa cụ thể để cho có thể phân biệt rõ được thế nào gọi là thực tướng pháp Lakkhana Dhamma và thế nào là cái thực tính pháp là Sapphawa Dhamma. Và con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn và kính đường cho quý vị. Thực tướng là cái trạng thái của nó, mà thực tính là cái chi pháp của nó. Ví dụ giờ mình nói đất, thực tướng của nó là gì? Cứng hay mềm? Cứng hay mềm? Nên mình đụng chạm cái gì mình cảm thấy vừa có cứng có mềm là mình nghĩ cái đó là đất. Đó là xà pha quá do quá gì đó, bởi vì cái thực tính này đó là cái chi pháp, nếu mà nói theo dân từ thì phải là chi pháp ha. Còn cái thực tướng là cái trạng thái của cái pháp đó, cái trạng thái của pháp đó chứ không có gì đó. Bởi vì nếu mà mình biết nó, mình không biết cái trạng thái của nó, nhiều khi mình có thể lầm. Mình biết được thực tướng mà mình không biết thực tính thì cũng có thể lầm, mà mình biết được thực tánh thực tính mà mình không biết thực tướng cũng có thể lầm. Đó. Thành ra quý vị đọc trong ấy và thấy gì đất nước tựa gió là đất là cứng hay mềm. Đó. Gió thì nước thì lại chảy hoặc là quến tụ rồi này kia dùm đó, thì cái đó là hai cái. Một cái là nó thật sự là cái thực tướng, cái sợi pha quá này mình rất là khó nhìn, nhưng mà mình muốn biết cái đó là gì thì mình vừa giờ có thực tướng của nó, tức là cái trạng thái của nó để biết. Cả hai cái này mình nhìn cái gì đó mình biết được cái đó qua thực tướng và tên là và cái thực sự của nó là thực tính. Nhưng mà cái thực tính không á, nhiều khi mình muốn diễn tả cũng khó lắm. Thành ra mình phải dựa vào thực tướng để mình diễn tả cho người ta biết cái đó là thực tính. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, nhưng mà theo như con, cái quan điểm của con á, thực sự thì nếu như con hiểu thực tính pháp á, đó là đề cập tới là cái cha tụ Lakkhana, tức là bốn cái ý nghĩa thực tính của một cái pháp là danh pháp và sắc pháp. Nhưng mà khi đề cập tới thực tướng á, thì con hiểu đó là cái tướng vô thường, cái tướng khổ và cái tướng vô ngã của tất cả các pháp. Như vậy thì nếu mình xét trên thực tướng là mình phải thấy được cái trạng thái vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mà nếu mình xét trên thực tính á, thì mình phải thấy được bốn cái cha tụ Lakkhana của mỗi một cái danh pháp và sắc pháp. Thì hiểu như vậy thì có sai gì hay không thưa sư? Và con kính gửi mic là xin sư từ bi hoan hỷ chỉ dạy thêm về cái vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn này và kính thưa chư quý vị. Nghĩa là thật sự ra đó mình hiểu vậy, có thể là mình một số cái thực tinh và cái sapa quá đó, nó có những cái bản chất mà mình không thể hiểu được.
Bởi vì có những cái bản chất chỉ biết được qua pháp hành mà thôi, phải không? Chứ nó không phải. Bởi vì bây giờ mình nói đó, thí dụ như cái xà pha quá đó, là mình muốn biết cái xà pha quá thì phải biết theo đặc tánh của nó. À, thường thường cái thường thường đó mình nó hay nói chung đó là xà pha quá là gì, cụ sẽ la tham ma. Nhưng mà cụ sẽ la tham ma thì nó có bao nhiêu chuyện, thấy không? Rồi mình phải chiết ra, thì cái chiết ra đó thì nó mới gọi là cái thật tướng, cái lắc hành nạ của nó. Còn mình biết một cách chung chung đó là mình biết cái thật tính. Thực tính, ví dụ như mình Kusala Dhamma, Kusala Dhamma, cái đó là mình có thể mình nhận dạng nó, nhân sắc như thế nào rồi. Nhưng mình muốn biết nó là cái gì đó thì mình biết nó, giống như tôi nói, mình nhìn mình biết đất. Nhưng mà nếu mà mình không thấy, nhưng mà mình có cảm giác là cái ví dụ ban đêm nên mình không thấy nó là gì đó, nhưng mà mình có thể rời chạm nó để mình biết nó cứng mềm hay nóng lạnh gì đó, không chồng biết nó là gì chứ. Hai cái đó. Đó thành ra mà nó nhiều, có nhiều cái đó. Thật sự ra muốn giải thích mà nó rất là khó. Còn cái bên đó, đó là hai cái đó đó, là một cái là xả manh giá lắc hành ạ, tức là cái đặc tính chung. Còn đặc tính riêng là quý sể xả na lắc hành ạ đó, thì cái đặc tính chung của nó là mình gọi là xả manh giá lắc hành nạ đó. À, thì các pháp hữu vi nó có ba đặc tính, đó là vô thường, khổ não và vô ngã, đó là đặc tính chung nha. Đặc tính chung đó nha, xả manh giá lắc hành nạ. Còn cái đặc tính riêng biệt của nó là quý sể xả na lắc hành nạ, là mình phải dựa vào cái lắc hành nạ của nó đó để mình biết nó là cái gì, qua bốn cái chuyện. Bốn chuyện giống như nói đó là chức năng, tức là rã xạ, sự biểu hiện, bạch trùng bạch tha ná, hoặc là nguyên nhân gần hay gì đó, là bốn chuyện đó. Thì cái đó gọi là đặc tính riêng, phải biết qua bốn chuyện. Còn đặc tính chung á thì mình biết ba chuyện, nó tùy theo cái mình biết cái nào chứ đó. Mà mỗi cái nó đều có những cái mà chung hay riêng. Thí dụ như tâm tâm pháp thì nó có cả đủ có hai đó. Đặc tính chung của nó là gì? Là vô thường đó. Vì nó luôn luôn biến đổi rồi này kia thường đó. Mà đặc tính đánh riêng là gì? Quý cha nó ná lắc khả năng, có sự nhận biết đối tượng là đặc tính. Bột phân khá ma ra sẵn, có sự làm chủ các pháp là chức năng. Sảnh tha ná bạch trục bạch khả năng, có sự sanh diệt không ngừng nghỉ và liên tục là trạng thái đó. Rồi na má ru và bà tháp thả năng, tức là có tâm sở và sắc là nhân gần. Và nó mới có nghĩa kìa, để mình bị hiểu ba cái. Anh ra thiện nó cũng có cái đặc tính riêng của nó như thế nào. Bất thiện đặc tính riêng nào, vô cái đặc tính riêng như thế nào chứ. Còn nếu mình nói đặc tính chung của nó thì dễ ổn. Vô thiện nó cũng sanh diệt, bất thiện sanh diệt, vô ký thì nó cũng sanh diệt. Đó. Nó chứ sanh diệt luôn thì nó là vô thường, mà nó sanh diệt thì nó sẽ biến đổi cái sự tạo tác của nhân duyên thì mình gọi là khổ. Còn nó không chịu theo ý muốn của ai, mình muốn sai kiến nó không được rồi này kia, không ai có khả năng chỉ huy nó thì được gọi là vô ngã, thấy chưa? Nó nói mình phải giác ra hai cái thì cho nó khác nhau chứ, còn nếu mình nói chung chung rồi nó thì nó rất là nguy hiểm. Mình không hiểu được rõ ràng. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ. Thì còn có một cái vấn đề chỗ này nữa, thưa sư. Đó là cái chữ mà pháp thực tính đó, sắp pha quá đó, sắp pha quá đó. Thì tra từ điển á, và mình coi thì một số vị giáo thọ còn được xem, còn dịch cái chữ đó là tự tính nữa, thưa sư. Là tự tính. Yeah. Tức là self nature, tức là cái tự tính của các pháp. À, chữ sapha quá đó. Tuy nhiên á, nếu mà mình xem á, cái thực tính pháp á, nó có cái tự tính đó, thưa sư, thì cái điều này á, nó hơi bị
mâu thuẫn với lại cái lý là tất cả các pháp là vô ngã và do nhân duyên kết hợp lại mà có. Không có cái pháp nào mà nó có một cái gì tự có hết. Không có cái tự tướng, không có cái tự tánh nào hết. Là bởi vì đâu có cái gì mà tự có. Tất cả nó đều do nhiều cái thành tố nó kết hợp lại, nó cấu tạo, nó lắp ghép lại thành ra một cái hợp thể. Rồi trên cái hợp thể đó mình mới đặt cho nó một cái tên. Như vậy nếu mà mình dịch cái chữ là sát pha quá, là cái chữ là tự tính, thì con thấy rằng là nó dễ bị rơi vào là mình đang vô tình nghĩ rằng à, cái pháp đó nó có một cái tự thể riêng biệt, độc lập, không lệ thuộc vào các nhân duyên. Và như vậy là sai, sai với cái giáo lý là tất cả các pháp là duyên sinh, là vô ngã. Sắp bê thăm má anatta tí. Vậy thì cái chữ sắp pha quá này, dịch chữ tự tính, trên thực tế là có rất nhiều người, có rất nhiều vị giáo thọ vẫn dịch cái chữ sắp quá này là chữ tự tính. Thì theo sư như vậy thì có hợp lý hay không? Là con kính gửi mic để sư giảng về cái vấn đề này. Nam mô Bố Thầy, dạ kinh bạch chư tôn hàng, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi đã nói như từng đời chúng tôi nói, có những cái chữ mình không có khe thì mình giữ nguyên chữ Bali đi cho nó chắc ăn. Chứ còn nếu mình không, mình nói ra, hoặc mình nói ra người ta, mình thấy người ta dịch cái chữ đó hay, mình nói, nếu giờ khi là nó sai đi ngàn dặm. Mà không phải thực tính pháp, xà pha quá hay là ba la mắt thả kia chùm đó, mà mình nói sai mới nguy hiểm. Tất cả các chuyện đều nguy hiểm, ngay cả pháp ở đời đó. Quý vị nào mà ở bên Tây đó, nói tiếng Tây thì có biết chữ ta đưa e ta y đó, tức là dịch là phản. Chắc chắn rồi, mình dịch trước sau nó cũng sai chứ không phải sai gì đó, đừng nói gì đó. Chúng tôi đó rất là khổ sở khi mà ngày xưa chúng tôi đi học đó. Là tại sao? Chúng tôi dựa vào một số cái bài dịch của thầy Minh Châu, của cô Phương Trần Phương Lan gì cũng xong đó. Tới chừng chúng tôi đã đọc qua tiếng Thái nó khác 100%. Nghe cùng một chữ Bali thôi mà người Thái dịch khác, mà người Việt Nam dịch khác. Bởi vì cái ngôn ngữ đó mình không thể tính chung được, thấy không? Mình không thể tính là dịch ra cái ngôn ngữ nào nó cũng giống nhau, không thể có cái chuyện đó. Thành ra mình dịch nó là chuyện sai, thường là có những cái chữ dịch không được á, thì nên giữ chữ Bali. Cũng giống như Thái hay Miến Điện á, chữ Sa Tị là nó giữ nguyên chữ Sa Tị, chứ không bao giờ nó dịch ra niệm giống như mình hết á. Thành ra mình dịch cái niệm là nhiều khi mình nói mình còn không hiểu, nói gì người ta nói là niệm Phật. Cái chữ niệm nó là cái gì? Đâu phải Sa Tị. Thấy không? Đó là có những cái chuyện mà mình biết. Nếu phải là mình nên giữ cái chữ Bali đó rồi mình giải thích. Chứ đừng có nên dịch rồi lấy cái chữ đó. Trước sau mình cũng lộ vốn chứ không có giá trị đấy đó. Bởi vì từ cái ngôn ngữ này dịch qua cái ngôn ngữ khác, nó rất là khó khăn chứ nó không có dễ. Đó. Nó rất là khó khăn. Nghĩa là ví dụ như chữ câm má thì bên Pháp ấy, bên Thái nó dùng chữ câm đó. Còn Miến Điện nó cũng dùng chữ câm chứ nó không có dịch, nó cái chữ nó dịch là rất là ấy, nghĩa là dịch ra là nó rất là tối nghĩa chứ nó không có suôn sẻ giống như mình nghĩ đâu. Mình nghĩ là trước khi là mình tới chừng mình nghĩ tưởng nó hay, mình dịch ra rồi mai mốt mình không nhớ được cái chữ gốc của nó là còn chết sớm nữa. Nên giữ chữ đó. Chúng tôi nên vẫn phải khuyên quý vị, nếu quý vị học Phật pháp đó, những cái chữ gốc của nó là tiếng Bali thì nên giữ tiếng Bali đi. Đó. Rồi mình muốn giải thích hay mở ngoặc ra giải thích như thế nào đó thì mình cứ giải thích cái đó được. Nhưng mà khi cái người khác người ta nhìn vô, ta biết cái chữ đó là chữ gì, nếu người ta không đồng ý với mình thì người ta lật từ điển ra, ta tìm có nghĩa là gì, khỏi ai có thắc mắc gì ai đó. Nên cái còn mình là như mình giỏi, mình dịch ra cái mình không thèm để tiếng Bali trong mặt rồi kia để cho người ta biết đó. Tới chừng nó tìm ra nó nói ơi giờ đồ dỗn mà cũng bày đặt dịch chi cho mà chịu bao. Hả? Nên giữ đi những chữ nào có nên giữ đi. Giữ tiếng Bali để cho mình đừng có phạm những sai lầm đó. Nam mô Bố Thà Giá Kính Bạch Chư Tôn Hàng Giả, kính thưa chư cao chánh tăng quý nữ trong đời tràng. Tất cả phước báo nào phát sinh vô pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên để tất cả chư tôn hiền giả cùng cao chánh tăng quý nữ trong đời tràng có được khả năng chấm dứt các pháp ngủ ngầm. Nay tâm
mô Bích Thầy giá, Nam mô Thầm Mại giá, Nam mô Sẵn Khai giá, Nam mô Rất Tình Nát Tây Giá Sa. Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Thầm Mại giá, Nam mô Sẵn Khai giá. Chúng con kính cảm ơn Ngài Liễu Tông rất là nhiều đã giảng dạy những câu hỏi, những điều thắc mắc của chúng con. Và chúng con cũng kính cảm ơn huynh tu học Phật Pháp rất là nhiều. Và sau đây con xin đọc phần sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo và kính xin Ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng bà đa bằng sùng qua Uttamang Bút thề vô khá lý tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần ngự chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng thăm mạnh chá đu quý thần quá rằng thăm mê vô khá lý tô đô sô thăm mục Kama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng sang khanh cha đu vi thô ta mang sang khê vô khá li tô đô sô sang khô Kama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính cung thỉnh Ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Sakatuam bút tha ra tân lăng ngô sa thăng ngô tâm măng quá răng hi tăng đê quá mân ô sa năng bút tha tê chê na sô tí na năng sân tu bạc đa hoa sâm bền pha vù bát sâm bền thu tê sakatuam. Tâm ma ra tân lăng ngô sa thăng ngô tâm măng quá răng pa rì la hu bát sâm mân năng thâm ma tê chê na sô tí na năng sân tu bạc đa hoa sập bê pha gia vù bát sâm bền thu tê sakatuam. Sang khara tanang o satang o tamang warang ahunay yang bahunay yang sang khate che na so thina na santu bakda wa sape roga vu basamen. Tu te nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất thường, những mong mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. So an thân là thô thức thổ vô rừng nó hô bồ thác xa thân nê à rô vô thức thổ hôi xa hạ sắp bê nhà thí phi xa thác tham. Sukita Bruna Bodhassa Chane Aroga Sukita Hoi Saha Sape Nyati Phite Athalatha Sukita Bruna Bodhassa Chane Aroga Sukita Hoi Saha Sape Hi Nyati Phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín phải bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thai. Dạ đề quá ta san tí vi hà ra hoa si ni. Thu bê khá rê bồ thi khá rê ta hình ta hình. Ta thăm ma đà nê na sa hoàn tu bù chi ta. Sốt thịnh ca rôn tê thá vi hà ra mạnh đá lê. Thề ra cha mạch cha na quá ca cha phít ca vô. Sa ma sa ra mi ca đa na bát tì u ba sa ca. Ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra. Sắp ba na phu ta su phi ta phá hoàn tu tê.
cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa sang se da cha ta a ta wo ba ca ba ba ti ca niu ya ni căng tham ma wa rang ba tích cha tê sắp bề bi đô ba sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng tham mô tham mạch tha ra cha bút ga la sang khô tu sa mắt lô qua áp tha ya cha hi ta ya cha tham hề vắc khan tu tập tham mô tập bề bi tham ma cha ri nô quốc thần tâm bà bu này và má thầm mà đi dấp ba quê đi tề ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thất nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hạ sa thì khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tính nữ công phu đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại không lường loạn thai thập hòa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà như cầu truyền quanh đọa đầy cầu cho hương thịnh lâu dài pháp thiện trí thức các ngài mở mang bậc tu xin được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao và lợi ích cách mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đạo quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Dạ nam mô Bụt Tha Dạ nam mô Tham Ma Dạ nam mô Sang Kha Dạ. Dạ buổi sinh hoạt Phật pháp tuần này đến đây là hoàn mãn. Dạ con kính thỉnh ngài chỉ đức đúng đúng ạ.